tóm tắt hồ sơ vụ án Tôn Ngộ Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tôn Ngộ Bảo là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần T45. Công ty này gồm 3 cổ đông là Tôn Ngộ Bảo, Trương Bát và Hoàng Đức Anh. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Trương Bát và ông Hoàng Đức Anh không tham gia góp vốn vào hoạt động của công ty. Toàn bộ nguồn vốn và hoạt động đều do Tôn Ngộ Bảo thực hiện và điều hành. Năm 2013, công ty T45 được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu du lịch và dịch vụ vườn hoa cây cảnh quý hiếm, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí với thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Trong năm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép công ty này thuê đất thực hiện dự án khu du lịch và dịch vụ vườn hoa cây cảnh quý hiếm. Tháng 10 năm 2013, công ty T45 ký hợp đồng thuê đất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hát. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AK12345 cho công ty T45 sử dụng thửa đất số 125 tờ bản đồ 15 tại địa chỉ phường T, thành phố Hát, tỉnh Hát, diện tích là 18.282 m², mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng 50 năm, nguồn gốc sử dụng là nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông Bạc đã sử dụng quyền sử dụng đất này để làm tin và vay của bà Nguyễn Diệu Linh số tiền 5 tỷ đồng và đã tất toán sang năm 2016. Sau đó, để tiếp tục thế chấp cho các cá nhân khác, ông Bảo thực hiện tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AK12345 thành 2 thửa đất và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp nhận, cấp các giấy chứng nhận sử dụng đất BA668107 diện tích là 9.252 m² và BA668108 với diện tích là 9.230 m². Ông Bảo thế chấp giấy nhận quyền sử dụng đất BA668107 cho ông Hoàng Viết Khải và tất toán khoản vay từ năm 2017. Thế chấp giấy nhận quyền sử dụng đất BA668108 cho ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình. Ông Bảo đã thuê người vẽ 1/500 công trình trụ sở công ty để hình thành dự án Thiên Đình, kêu gọi các cá nhân tin tưởng mua đất. Năm 2012, ông Bảo có vay của vợ chồng ông Phan Văn Vũ và bà Phan Thị Tình số tiền là 890 triệu đồng. Do đến hạn, ông Bảo không trả nợ nên ngày 2 tháng 1 năm 2013, hai vợ chồng ông Vũ và bà Tình đã có đơn khởi kiện đến ông Bảo tại Tòa án Nhân dân thành phố Hát. Sau khi yêu cầu thi hành án, ông Bảo xin xỏ rằng không có tiền trả nợ và giới thiệu dự án Thiên Đình. Thấy đất quá đẹp, cơ hội làm giàu trước mắt nên hai vợ chồng ông Vũ và bà Tình đồng ý ngay. Hai bên đã thực hiện biên bản thỏa thuận có đầy đủ chữ ký của các bên. Sau đó hai vợ chồng đã đề nghị ông Bảo chuyển nhượng thêm 60 mét vuông đất để gộp thành một thửa. Ông Bảo đã đồng ý chuyển nhượng với giá là 240 triệu đồng. Cũng trong năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo được ông Bảo giới thiệu là công ty của ông đang làm dự án và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho bà xem mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 công trình xây dựng trụ sở công ty T45. Do tin tưởng ông Bảo có dự án, hơn nữa lại thấy trong mặt bằng quy hoạch ông Bảo cho xem có khu nhà biệt thự, khu văn phòng và nhà ở nên bà Thảo đồng ý mua từ đất có diện tích 400 m² với giá là 580 triệu đồng. Năm 2015, trong thời gian làm thuê cho Bảo, ông Bùi Quỳnh Châu thấy Bảo đang thực hiện việc phân lô bán các thửa đất cho nhiều cá nhân. Ông Châu đã nói với Bảo là muốn mua một lô đất ở khu nhà ở biệt thự và Bảo đã đồng ý thỏa thuận bán cho ông Châu thửa đất 400 m² với giá là 600 triệu đồng. Cùng trong năm đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi đã gặp ông Bảo để tìm hiểu và hỏi mua đất. Ông Bảo đã giới thiệu hiện còn một lô biệt thự vị trí là lô thứ 2 từ cổng chính đối diện trường mầm non T45. Lô đất này có diện tích là 400 m² và đang cần bán với giá là 950 triệu đồng. Do tin tưởng lời hứa của ông Bảo và các tài liệu ông Bảo đưa ra, nên bà Hương và vợ chồng bà Nhi đã thống nhất mua chung thửa đất giá 950 triệu đồng. Vào cuối năm 2017, trong một lần đi xem cây cảnh ở vườn cây Thiên Đình, bà Nguyễn Diệu Linh đã trao đổi với ông Bảo để mua một lô đất làm nhà ở. Bảo có giới thiệu đang thực hiện dự án khu du lịch dịch vụ vườn hoa cây cảnh Thiên Đình và đã đưa cho bà Linh xem mặt bằng quy hoạch chi tiết. Do tin tưởng vào các thông tin của ông Bảo đưa ra, không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của mảnh đất này, bà Linh đã đồng ý mua đất với tổng số tiền là 640 triệu đồng. Từ năm 2014 đến năm 2018, ông Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, bao gồm 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2. Ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình, 3. Ông Bùi Quỳnh Châu, 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi, 5. Bà Nguyễn Diệu Linh. Tháng 8 năm 2022, ông Bảo bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và sau đây là phiên tòa xét xử vụ án Tôn Ngộ Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời mọi người đến làm việc phiên tòa còn ở bên ngoài phòng xử án, vào phòng xử án để chuẩn bị làm việc. Những người được mời
ổn định trật tự. Sau đây tôi sẽ kiểm tra sự có mặt của những người được triệu tập đến phiên tòa ngày hôm nay. Mọi người lưu ý, khi tôi đọc đến tên ai thì người đó nói có và mang giấy tờ tùy thân, giấy triệu tập của tòa án lên xuất trình tại bàn thư ký. Bị cáo Tô Ngộ Bảo. Có. Bị hại Nguyễn Thị Thanh Thảo. Có. Bị hại Phạm Văn Vũ. Có. Bị hại Phan Thị Tình. Có. Bị hại Bùi Quỳnh Châu. Có. Bị hại Nguyễn Thị Thu Hương. Có. Bị hại Nguyễn Thị Thu Nhi. Có. Bị hại Nguyễn Diệu Linh. Có. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trương Bác. Có. Hoàng Đức Anh. Có. Hoàng Kim Tiến. Kim Hoàng Lâm. Hoàng Trọng Bê. Người bào chữa cho bị cáo Tô Ngộ Bảo, luật sư Hoàng Chí Quang. Có. Luật sư Phạm Thế Bảo. Có. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, luật sư Trần Thị Hà Chi. Có. Luật sư Lê Thị Phương Thảo. Có. Phần kiểm tra đã xong, yêu cầu những người được tòa án triệu tập ngồi đúng vị trí. Riêng bị cáo đứng vào khai báo. Trước khi hội đồng xét xử làm việc, tôi Trần Thị Mỹ, thư ký phiên tòa sẽ phổ biến nội quy phiên tòa, đề nghị mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Một, khi vào phòng xử án, mọi người phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng với trách nhiệm bảo vệ phiên tòa. Hai, nghiêm cấm ra vào phòng xử án vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng của vụ án được phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Ba, người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho thư ký tại phiên tòa chậm nhất 15 phút trước khi giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của thư ký phiên tòa. Trường hợp đến muộn phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm việc nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 4. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án trừ trường hợp được tòa án triệu tập. 5. Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc, có thái độ tôn trọng hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. 6. Không đội mũ, đội nón, đeo kính màu trong phòng xử án trừ trường hợp có lý do chính đáng được chủ tọa phiên tòa cho phép. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng xử án, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. 7. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt được phép của chủ tọa phiên tòa. 8. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án có lý do chính đáng. 9. Chỉ được người
chỉ những người được hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép để hỏi, trả lời hoặc phát biểu. 10. Không ai được quay phim ghi âm chụp ảnh khi chưa được sự cho phép của chủ tọa phiên tòa. 11. Những người vi phạm nội quy phiên tòa có thể bị chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xét xử và bị xử lý theo quy định khác của pháp luật. Yêu cầu bị cáo đứng trước bục khai báo những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên hàng ghế phía trên. Đề nghị những ai có mặt tại phòng xử án không sử dụng điện thoại. Yêu cầu phải tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi phiên tòa kết thúc. Sau đây tôi mời hội đồng xét xử vào phòng xử án. Đề nghị tất cả mọi người trong phòng xử án đứng dậy để hội đồng xét xử vào làm việc. Hôm nay vào lúc 8:00 ngày 20/1/2024, tòa nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Tô Hữu Bảo, bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 3 khoản 1 điều 174 bộ luật hình sự. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa và đồng quyết định đưa vụ án ra xét xử. Mời mọi người trong phòng xử án thôi. Bị cáo được tài trợ để nghe hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau đây tôi xin công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, tỉnh Hà, ngày 20/9/2023, tòa nhân dân tỉnh Hà, số 03/2023, quyết định xét xử sơ thẩm hình sự, quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhân dân tỉnh Hà, căn cứ vào điều 15/255/227 của bộ luật tố tụng hình sự, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2023 thụ lý sơ thẩm hình sự ngày 20/9/2023, quyết định điều 1 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tô Hữu Bảo, sinh năm 1982, nghề nghiệp kinh doanh hóa cây cảnh, nơi cư trú Phương Tế, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội, bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 3 khoản 1 điều 174 bộ luật hình sự. Thời gian mở phiên tòa 8:00 ngày 20/1/2024. Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai. Điều 2. 1. Những người tiến hành tố tụng, thẩm phán chủ tọa phiên tòa ông Phạm Thành Nguyên, các hội thẩm nhân dân bà Lê Thị Bình Thảo và bà Trần Lê Hương Thảo, hội thẩm nhân dân dự quyền ông Lê Văn Phong và bà Lưu Bảo Hiền, thư ký phiên tòa bà Trần Thị Hiền, thư ký phiên tòa dự quyền bà Lê Bạch Dương, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nội tham gia phiên tòa ông Đinh Chỉ Bình, kiểm sát viên. 2. Những người tham gia tố tụng, bị cáo ông Tôn Ngô Bảo, người bào chữa cho bị cáo Tôn Ngô Bảo, luật sư Phạm Trí Quán thuộc công ty luật Tân Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ 55 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Tế, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội, luật sư Nguyễn Thế Bảo thuộc công ty luật Nhật Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ 01 Lê Lợi, Phương Thế, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. Các bị hại bao gồm 1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hảo sinh năm 1978, địa chỉ 67 Phan Hoàng Thắng, Phương Bạch Long, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. 2. Ông Phạm Văn Hùng sinh năm 1985, địa chỉ 01 Phạm Văn Đông, Hương Nam Dũng, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. 3. Ông Bùi Minh Trống sinh năm 1966, địa chỉ 61 Tối Ngọc, xã Ngọc Châu, tỉnh Hà Nội. 4. Bà Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1996, địa chỉ 125 Thành Hữu Thọ, khu phố 9, phường Văn Dương An Cán, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương sinh năm 1995, địa chỉ 125 Thành Hữu Thọ, khu phố 9, phường Văn Dương An Cán, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. 6. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi sinh năm 1997, địa chỉ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 7. Bà Phạm Thị Tinh sinh năm 1990, địa chỉ 01 Phạm Văn Đông, phường Cam Dũng, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nội. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại Nguyễn Thị Khánh Thảo, Phan Văn Hùng, Phạm Thị Tinh, Bùi Minh Trống, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi
Báo công, luật sư Trang Thị Hai Chí, thuộc luật sư thuộc phòng kế luật Nhật Hà, Ba Phòng Sơn, và luật sư Thanh Phòng Hề, địa chỉ nằm mới giữa thượng tượng, Phương Thị Dứa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thái, luật sư Lê Kim Hướng Thảo, luật sư thuộc phòng kế luật Nhật Hà, Ba Phòng Sơn, và luật sư Thanh Phòng Hề, địa chỉ 72 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Thạnh, Thanh Phòng Hề, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người có quyền lời có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Một, ông Trấn Bạc sinh năm 1975, địa chỉ Phương Tế, Thanh Hóa, tỉnh Hà. Hai, ông Văn Đức Anh sinh năm 1979, địa chỉ Phương Tế, Thanh Hóa, Hà, tỉnh Hà. Ba, ông Văn Trọng Huệ sinh năm 1985, địa chỉ Phương Án Cư, Thanh Hóa, Hà, tỉnh Hà. Bốn, ông Văn Kim Lóng sinh năm 1992, địa chỉ Phương Án Hồi, Thanh Hóa, Hà, tỉnh Hà. Năm, ông Văn Kim Tiều sinh năm 1989, địa chỉ Phương Án Hồi, Thanh Hóa, Hà, tỉnh Hà. Vận chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa không có. Nói rằng những người tham gia tố tụng, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà thẩm phán đã ký cáo trạng. Bị cáo ngồi xuống. Để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra theo đúng các quy định của luật tố tụng, đề nghị đơn vị phiên tòa báo cáo với hội đồng xét xử về sự có vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo phiên tòa và lý do vắng mặt nếu có. Thưa hội đồng xét xử, sau đây tôi xin báo cáo sự có và vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên tòa ngày hôm nay. Bị cáo Tô Ngộ Bảo có mặt, bị hại Nguyễn Thị Thanh Thảo có mặt, bị hại Phạm Văn Hữu có mặt, bị hại Phan Thị Tình có mặt, bị hại Bùi Quỳnh Châu có mặt, bị hại Nguyễn Thị Thu Hương có mặt, bị hại Nguyễn Thị Thu Nhi có mặt, bị hại Nguyễn Diệu Linh có mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Dương Bác có mặt, ông Hoàng Đức Anh có mặt, ông Hoàng Kim Tiến vắng mặt, ông Kim Hoàng Long vắng mặt, ông Hoàng Trọng Bê vắng mặt. Thư ký đã thực hiện xong, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Mời bà ngồi. Để thống nhất cách xưng hô tại phiên tòa hôm nay, thì hội đồng xét xử mời bị cáo phải thưa hội đồng xét xử và xưng bị cáo. Những người tham gia tố tụng gặp phải thưa hội đồng xét xử và xưng tôi. Người tham gia tố tụng khi được hỏi phải đứng dậy và kêu hội đồng xét xử cho môi mọi nơi. Sau đấy, hội đồng xét xử kiểm tra án tử của bị cáo, yêu cầu bị cáo có mua bảo đứng dậy. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết rõ ông đến ngay tháng năm sinh, cư trú ở đâu. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo tên là Tô Ngô Bảo, sinh năm 1982, hiện đang sống ở Phương Tế, thành phố Hà, tỉnh Hà. Trước khi bị bắt, bị cáo làm nghề gì? Trước khi bị bắt, bị cáo làm nghề mua bán cây cảnh. Bị cáo bị tạm giam từ ngày nào? Bị cáo bị tạm, thưa hội đồng xét xử, bị cáo bị tạm giam từ ngày 8 tháng 10 năm 2022. Bị cáo có nhận được cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân và quyết định của tòa án đưa vụ án ra xét xử chưa? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nhận được. Thời gian bị cáo nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử tính đến nay đã đủ 10 ngày hay chưa? Thưa hội đồng xét xử, đã đủ ạ. Bị cáo tự đọc lại, hãy nhờ người khác đọc lại cho nghe. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo tự đọc ạ. Sau đây, thay mặt hội đồng xét xử, tôi giải thích các quyền và nghĩa vụ của bị cáo. Theo khoản 2 và khoản 3, điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo có quyền và nghĩa vụ sau. Về quyền, được nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, được tham gia phiên tòa, được thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định, đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tham gia phiên tòa, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật yêu cầu, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra và đánh giá. Từ bao chữa hoặc nhờ người khác bao chữa. Sau khi người bao chữa trình bày lời bao chữa, bị cáo có quyền bổ sung hoặc từ chối nội dung mà người bao chữa đã bao chữa cho mình. Trình bày lời khai, ý kiến không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc mình phải nhận tội. Đề nghị chủ tòa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nhận được chủ tòa đồng ý tránh luận tại phiên tòa. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Xem biên bản phiên tòa,
yêu cầu ghi nhận sửa đổi bổ sung các biên bản kiện toàn kháng cáo bản án quyết định của tòa án khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Về nghĩa vụ phải có mặt theo dõi triệu tập của tòa án trong trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng thì có thể bị án giải, nếu bỏ trốn thì bị truy nã. Chấp hành quyết định yêu cầu của tòa án, bị cáo bằng em đọc quyền và nghĩa vụ của mình chưa? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo nghe rõ. Tại phiên tòa, bị cáo có yêu cầu luật sư Hoàng Chí Quang và luật sư Nguyễn Thế Bảo là luật sư bao chữa cho bị cáo. Bị cáo có đồng ý để các luật sư bao chữa cho mình không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đồng ý. Bị cáo có số. Yêu cầu bị hại dừng khi phải thở một giây và cho biết họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1980, trú tại 67 Hoàng Hoa Thám, phường Bạch Long, thành phố Hát, tỉnh Hát. Mời bà ngồi. Yêu cầu bị hại thảo mang hộ đứng dậy. Ông cho biết họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Chính hội đồng xét xử, tôi tên Phạm Văn Vũ, sinh năm 1985, trú tại số 01 Phạm Văn Đồng, phường Nam Du, thành phố Hát, tỉnh Hát. Mời ông thôi. Yêu cầu bị hại thảo tên tên đứng dậy và cho biết họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Phan Thị Quỳnh, sinh năm 1990, địa chỉ tại số 01 Phan Văn Đồng, phường Nam Du, thành phố Hát, tỉnh Hát. Mời bà ngồi. Yêu cầu bị hại Bùi Minh Châu đứng dậy. Ông cho biết họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là Bùi Minh Châu, sinh năm 1966, tôi là số 4, phòng học bất sản Châu, tỉnh Hát. Yêu cầu phóng mời ông ơi. Yêu cầu bị hại Nguyễn Thị Thu Hương đứng dậy. Ba trong biệt họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tên Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1995, địa chỉ thường trú là 125 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 9, phường Long Bình An Giang, thành phố Hát, tỉnh Hát. Mời bà ngồi. Yêu cầu bị hại Nguyễn Thị Thu Nhi đứng dậy. Ba trong biệt họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Nguyễn Thị Thu Nhi, sinh năm 1997, địa chỉ thường trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mời bà ngồi. Yêu cầu bị hại Nguyễn Diệu Linh đứng dậy. Ba cho biết họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên đầy đủ là Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1996, địa chỉ thường trú tại 128 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 9, phường Hoa Viên An Khang, thành phố Hà Nội. Mời bà ngồi. Mời tất cả bị hại đứng dậy. Sau đây, thay mặt hội đồng xét xử, tôi giải thích cả quyền và nghĩa vụ của bị hại. Về quyền, quyền được thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này. Quyền được đặt chứng cứ, tài liệu, đồ vật yêu cầu. Quyền trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, kiểm tra, đánh giá. Quyền đề nghị giảm đình, định giá tài sản theo quy định của pháp luật. Quyền được thông báo về kết quả điều tra, giải quyết vụ án. Quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giảm đình, người định giá tài sản, người biện sinh, người diễn thuật. Quyền đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường. Quyền tham gia phiên tòa, trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người tham gia phiên tòa. Tránh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình sẽ biên bản phiên tòa. Quyền tự bảo vệ nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Quyền tham gia các hoạt động theo tố tụng theo quy định của bộ luật này. Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa. Quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án. Quyền điều này quyết định hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các quyết định các quy định của pháp luật về nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt có quy định do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải. Nghĩa vụ chấp hành quyết định yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các bị hại đặt em vào quyền và nghĩa vụ của mình chưa? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi đã nghe rõ. Tại phiên tòa, bị hại có yêu cầu luật sư Trần Thị Hai Chi và luật sư Lê Thị Vương Thảo là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Các bị hại có đồng ý để các vị luật sư bảo vệ cho mình không?
Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi đồng ý. Cho gặp bị hại ngồi xuống. Nếu có ông thương bạn đứng dậy, ông cho biết con tên, nắm sinh, địa chỉ thương trú. Tôi là trưởng bác, địa chỉ thường trú tại phường E, thành phố H, tỉnh H. Mời ông ơi, nếu có ông thương bạn đứng dậy, ông cho biết con tên, nắm sinh, địa chỉ thương trú. Tôi là xét xử, tôi tên là Mai Vĩnh Oanh, sinh năm 1979, trú tại phường E, thành phố H, tỉnh H. Mời ông ơi, mời tất cả những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đứng dậy. Sau đây tôi giải thích quyền và nghĩa vụ của người có quyền lời nghĩa vụ liên quan theo khoản này khoản ba điều 65 của luật tố tụng hình sự về quyền được thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này đưa ra chứng cứ tài liệu đồ vật yêu cầu khán giả liên quan đặc biệt ủy viên đề nghị chủ tọa liên quan phải người khán giả liên quan cái lần đại chúng ta để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình sẽ đến bản thân toàn về bảo vệ cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trình bày ý kiến về chứng cứ tài liệu đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra đánh giá các cáo bản án quyết định hoàn toàn về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình kiểm tra quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về nghĩa vụ có mặt các giải trực tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên bài chứng thực điểm tin điểm liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình chấp hành quyết định yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng các ông đã nghe rõ quyền và nghĩa vụ của mình chứ có thắc mắc gì về quyền và nghĩa vụ của mình yêu cầu hội đồng xét xử giải thích hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử chúng tôi đã nghe rõ và không có yêu cầu gì hết gì thêm. Vâng cảm ơn thôi. Mời người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên ai đứng dậy và bên vai của họ bảo vệ đã lâm viên. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là luật sư Lê Thị Phương Thảo và cố sự của tôi là luật sư Trần Thị Hà Chi của công ty luật Nhân Hà và cố sự. Trong phiên tòa hôm nay có hai luật sư tham gia và bao chuyện cho các bị hại. Các vị luật sư có phân vai giải thích cả quyền và nghĩa vụ của bên không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không có yêu cầu giải thích gì thêm. Mời luật sư ngồi. Theo nghị quyết số 03 của Hội đồng thẩm phán của Nhân dân tối cao 26/2017 khi luật vẫn được lên và tòa án có hiệu lực pháp luật sẽ được tòa án công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa Nhân dân tối cao để các đương sự đơn vị khi sẽ đáp lên bản bản án để các đương sự của các đơn vị khi bản án quyết định sẽ được bảo đảm hoàn thiện địa chỉ của các đương sự và sẽ đăng lên cổng thông tin điện tử của tòa án. Về nội dung này thì các bên tham gia ủng hộ có đơn vị không? Mời bị cáo đứng dậy. Bị cáo có ý kiến gì không? Rồi, tôi sẽ xử lý bị cáo không có ý kiến. Vâng, có bị cáo không ơi? Mời bị hai đứng dậy. Cảm bị hai có ý kiến gì không? Thưa nào cách xử chúng tôi không có ý kiến. Có bị hai không rồi. Mời đứng dậy và quên lời, tôi nghe không liên quan đứng dậy. Cả ông có ý kiến gì không? Thưa nào cách xử chúng tôi không có ý kiến gì? Thưa nào không ơi? Sau đây, còn tại mặt hội đồng xét xử, được được thành phần hội đồng xét xử và người tiến hành tố tụng khả công có. Tôi, Cam Thần Nguyễn, là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Một bên tại phải tôi là Lê Thị Minh Thảo, Hội phẩm Nhân dân 1. Một bên tại phải tôi là Trần Lê Hùng Thảo, Hội phẩm Nhân dân 2. Một bên tại tôi là Trần Thị Minh, cán bộ tòa Nhân dân thành phố Hà, thư ký phiên tòa. Một bên tại phải tôi là phải tôi là Lê Thị Minh, kiểm sát viên, viên kiểm sát nhân dân thành phố Hà. Sau khi nghe giải quyền người tiến hành tố tụng về đại diện viên kiểm sát bị cáo và những người tham gia tố tụng ngoài có yêu cầu phải nộp lại các sổ những người tiến hành tố tụng không? Mời vị đại diện viên kiểm sát có yêu cầu phải nộp lại các sổ những người tiến hành tố tụng không? Thưa hội đồng xét xử, tôi có yêu cầu phải nộp lại các thanh tra hội đồng xét xử nhưng điều đó là tiền để tôi làm việc. Yêu cầu bị cáo không đồng ý làm gì? Bị cáo có yêu cầu phải nộp lại các sổ những người tiến hành tố tụng không? Tôi sẽ xử lý bảo của những con thầy của bạn. Cho bị bảo không? Mời gặp quyền luật sư Lâm Triều trong bị cáo. Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại. Có yêu cầu tôi người tiến hành tố tụng không? Tôi muốn xét xử, tôi không có yêu cầu thay đổi lại. Tôi muốn xét xử, tôi không có yêu cầu thay đổi lại.
trong phiên tòa ngày hôm nay có yêu cầu các trung tâm xét xử lâm trường hoặc yêu cầu cung cấp thêm tài liệu chứng cứ gì mà không? Văn viên đại diện viện kiểm sát. Tôi đang xét xử viện kiểm sát có yêu cầu điều tra xét xử lâm trường hoặc yêu cầu cung cấp thêm tài liệu chứng cứ gì đề nghị đối với xét xử viện tòa làm việc. Bị cáo không muốn tạm thời. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo yêu cầu triệu tập các tư lệnh trưởng hoặc yêu cầu được thêm phần trưởng tài liệu và xem xét hay không? Tôi đã xét xử bị cáo có yêu cầu được người lệnh trưởng tài liệu chứng cứ mới. Cho bị cáo thôi. Cả hai đối xử có yêu cầu triệu tập các tư lệnh trưởng hoặc yêu cầu được thêm phần trưởng tài liệu và xem xét hay không? Tôi đã xét xử có yêu cầu được người lệnh trưởng tài liệu chứng cứ mới. Cho bị cáo thôi. Tôi hội đồng xét xử thì tôi cũng không có ý kiến gì về phần thủ tục này không? Tôi không có ý kiến gì về phần thủ tục này. Và muốn cũng có ý kiến gì về phần thủ tục này. Về luật sư, về đại diện viện kiểm sát, có ai cũng có dùng gì về phần thủ tục này không? Tôi hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì về phần thủ tục này. Tôi hội đồng xét xử. Tôi đã xét xử tôi đã đến tôi kiểm soát tài năng thị xã cơ sở tư biệt được hai bên tôi không có kiểm soát sẽ từ đây đến tôi hôm nay sẽ thấy đi kiểm soát của tôi đến tôi là tôi kiểm soát và quy định tại trường 2021 của lực lượng công nghiệp sư do vậy tôi đề nghị tôi sẽ trở thành tôi tâm nhập thì là không ai có ý kiến hãy dùng con xin hãy tài khoản của tôi sẽ xử đón nhận một kết thúc phân thủ tục liên quan để trường sản phân sẽ hỏi. Đề nghị vì đại diện viện kiểm sát công bố đón rằng bị cáo Tôn Công Lập dạy. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi đính chỉ với kiểm sát viên đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa ngày hôm nay căn cứ điều 43 điều 306 bộ luật tố tụng hình sự. Tôi công bố cáo trạng số 85 của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà tỉnh Hà ngày 20/1/2024 cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà căn cứ các điều 141, điều 236, điều 239 và điều 243 bộ luật tố tụng hình sự căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 10/10/2024 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật tố tụng hình sự căn cứ quyết định khởi tố bị can số 34 ngày 20/1/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà đối với bị cáo Tôn Công Lập về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự căn cứ bản kết luận điều tra số 38 ngày 20/11/2003 năm 2023 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà và bản kết luận điều tra trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau. Một, xin tiến hành ghi phạm tội, bị cáo Tôn Công Bảo sinh ngày 5/4/1982 là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tế 45, địa chỉ tại phường Tế, thành phố Hà, tỉnh Hà. Năm 2013, công ty Tế 45 được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phát và giấy chứng nhận quyền chuyển nhượng đất số AK12345 tại phường Tế, thành phố Hà với mục đích đầu tư xây dựng khu du lịch và dịch vụ vườn hoa cây cảnh nguy hiểm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Tôn Công Bảo đã tách giấy chứng nhận số AK12345 thành hai giấy chứng nhận riêng biệt. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA668107 và BA668108. Sau đó ông Bảo đã thế chấp các thửa đất này để vay tiền cho các cá nhân bao gồm ông Hoàng Việt Tài, ông Phạm Văn Vũ và Văn Thắng Duy Tinh. Từ năm 2014 đến năm 2018, ông Tôn Công Bảo đã thực hiện thủ đoạn gian dối sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách để làm cơ sở kêu gọi các cá nhân các đầu tư vào dự án Thiên Đình với mục đích sử dụng đất là phần lô và bán đất. Thực hiện dự án này không có thật và chưa được phê duyệt bởi cơ quan có chức năng có thẩm quyền. Với thủ đoạn gian dối điều đấy, ông Tôn Công Bảo đã chiếm đoạt tài sản của các cá nhân bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo mua thửa đất
với diện tích 400 m², số tiền là 580 triệu đồng. Ông Phan Văn Cù và bà Phan Thị Tinh mua thửa đất với diện tích 180 m² với số tiền là 650 triệu đồng. Ông Bùi Quỳnh Châu và bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Thu Nhi và bà Nguyễn Thị Diệu Linh và cả nhân cả hành vi của Tuấn và Bảo đã gây thiệt hại về lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội: dự án đầu tư có quy mô lớn, vỏ bọc dự án khu du lịch và dịch vụ quy mô lớn mà công ty T45 được cấp giấy chứng nhận đã trở thành công cụ quan trọng để Tuấn và Bảo che giấu hành vi lừa đảo của mình. Việc sở hữu quyền và sử dụng thực hiện các việc quy hoạch tạo giúp tạo ra lòng tin đối với các nhà đầu tư sử dụng quan hệ cá nhân. Tuấn Ngô Bảo đã sử dụng các mối quan hệ cá nhân để thu hút nhà đầu tư sự quen biết và uy tín của mình cùng góp phần vào tạo dựng lòng tin nơi nhà đầu tư. Thứ hai thì có liên kết tắc nạn lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Ông Bảo đã lợi dụng quyền quản lý đất đai của công ty T45 và địa vị của mình để thực hiện hành vi gian dối làm vi phạm ý tưởng đầu tư vào dự án không có thật. Căn cứ điểm C khoản 1 điều 52 bộ luật hình sự, điều này có thể ông Bảo đã lợi dụng quyền tiếp cận thông tin và quyền quản lý tài sản để tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi phạm tội của mình, lợi dụng chức vụ quyền hạn không chỉ gây ra cho các cá nhân bị lừa đảo mà còn làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với việc quản lý đất đai và các dự án kinh doanh. Thứ hai, phạm tội 2 lần trở lên, ông Bảo đã cố ý phạm tội với 7 bị hại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Phạm Văn Cù đã khởi kiện ông Bảo tại tòa nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi ký vào năm 2012. Ông Bảo đã vay 890 triệu đồng nhưng đến nay đến hạn trả. Tòa án ông Bảo đã xin trả được 650 triệu đồng, số tiền còn lại xin trả sau. Sau khi yêu cầu thi hành án, ông Bảo có xin rõ ra số tiền trả nợ sẽ được đưa vào dự án thiên đường và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với ông Bù. Căn cứ điểm cơ khoản 1 điều 52 bộ luật hình sự, ông Bảo đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân gặp nhau, mỗi lần lừa đảo là một khoản tiền lớn. Việc phạm tội nhiều lần có thể mức độ nguy hiểm của hành vi, ý thức và chủ đích rõ ràng của ông Bảo là nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hệ thống để thu lời bất chính. Thứ ba là tình tiết giảm nhẹ. Trong quá trình điều tra, bị cáo có thái độ thanh khẩn với đúng sự thật, có ăn năn về hành vi sai trái của mình. Căn cứ điểm F khoản thế điểm T khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, người phạm tội đã thanh khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại điểm F khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015 và trong quá trình điều tra, ông Tuấn Ngô Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội và hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết vụ án. Việc này cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ. Về phòng tố người bảo thừa nhận hành vi phạm tội và hợp tác của cơ quan điều tra có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ theo điều 51 bộ luật hình sự 2015. Điều này cho thấy ông Bảo đã nhận ra sai lầm của mình và muốn khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của ông là rất nghiêm trọng và đã gây ra thiệt hại lớn, đến tình tiết này chỉ có tác dụng giảm nhẹ một phần mức án. Người phạm tội tích cực tham gia với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình điều tra giải quyết vụ án theo điểm T khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015. Ông Bảo đã cung cấp các thông tin cần thiết giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ và giải quyết vụ án một cách nhanh chóng chính xác. Sự hợp tác này được gọi là có giá trị, có phần giải quyết vụ án một cách nhanh chóng và chính xác. Tình tiết này thể hiện ý muốn chuộc lỗi và giảm thiểu phần nào thiệt hại gây ra, do đó có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ khi tòa án đưa ra phán quyết. Việc thu giữ tạm giữ tài liệu đồ vật xử lý vật chứng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BA668107 và BA668108, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất, phiếu thu tiền đã được thu giữ để phục vụ cho quá trình điều tra xét xử. Về phần dân sự, các bị hại đề nghị bị cáo hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, áp dụng điều 48 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 các điều 584, điều 585, điều 589 và điều 357 bộ luật hình sự 2015. Căn cứ các điều tình tiết nêu trên, viện kiểm sát xin đưa ra kết luận ông Tuấn Ngô Bảo sinh năm 1982,
là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần T 45, địa chỉ tại kinh tế thành phố Hà Tỉnh Hà theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 315678 do cơ quan giáo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 9 tháng 9 năm 2010. Năm 2013, công ty T 45 được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục đích là đầu tư xây dựng khu du lịch và dịch vụ. Với đó cái cảnh nguy hiểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cho phép công ty T 45 thực hiện dự án và khu du lịch và khu dịch vụ. Vừa vào cái cảnh vì ngày 1 tháng 10 năm 2013, công ty T 45 ký hợp đồng thuê đất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK12345 và công ty T 45 tại địa chỉ Phước Tế, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà với mục đích sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông Tôn Ngô Bảo đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân từ năm 2014 đến năm 2018. Cụ thể, ông đã thành lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã tách toàn phần vay thuế của công ty và thuế công ty về dự án chi tiết về thửa đất và kêu gọi cá nhân mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Ông Tôn Ngô Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân bao gồm 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tàu, 2. Ông Phạm Văn Phú và bà Phạm Thị Tây, 3. Ông Bùi Quỳnh Châu, 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi, 5. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh. Ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông Tôn Ngô Bảo bị bắt. Kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Tôn Ngô Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị cáo ông Tôn Ngô Bảo có lý lịch gì đấy đã phạm tội như sau. Bị cáo Tôn Ngô Bảo dưới tên Nam, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1982 tại tỉnh Tế, quốc tịch Việt Nam, số căn cước công dân 1888300099, cấp ngày 9 tháng 8 năm 2020, nơi các cục quản lý trật tự xã hội tỉnh Hà, trình độ cử nhân ngành nông nghiệp, nghề nghiệp kinh doanh qua cái cảnh quế quan xã Hải Lĩnh, huyện Gơ, tỉnh Thái Bình, nơi cư trú tại Phương Tế, thành phố Hà, tỉnh Hà, tên hàng tiên sử không. Bị cáo bị bắt ngày 10 tháng 8 năm 2022. Để đưa ra kết luận điều tra hành vi đến đây là bị cáo Tôn Ngô Bảo đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, căn cứ tại điểm A khoảng 4 và điểm A khoảng 4 và khoảng 5 điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quyết định bị cáo có tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm C khoảng điểm G khoảng 1 điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và có tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm E điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quyết định truy tố đã được qua tòa án nhân dân tỉnh Hà để xét xử bị cáo Tôn Ngô Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo cáo trạng. Hồ sơ vụ án gồm có một tập bản 25 tờ số đánh dấu từ 01 đến 50, bản kế vật chứng, danh sách những người có viện kiểm sát đề nghị tòa án triệu tập đến tòa bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Tàu, ông Phan Văn Phú và bà Phạm Thị Tinh, ông Bùi Quỳnh Châu, bà Phạm Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi, bà Nguyễn Thị Diệu Linh. Nếu nhận tòa án sẽ có quyền xét xử, viện kiểm sát cấp đến trực tiếp bị cáo, bị cáo viên trưởng viện kiểm sát đã ký tên và đồng dấu. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã công bố sản phẩm cáo trạng không thay đổi, bổ sung tin thêm đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo đã gây cáo phản cáo trạng và viên đại diện viện kiểm sát tôi công bố hay chưa? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nói rõ. Bị cáo có thấy nội dung cáo trạng và viên đại diện viện kiểm sát công bố ngay hôm nay có giống với nội dung cáo trạng và bị cáo đã nhận hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo thấy giống. Sức khỏe bị cáo hôm nay thế nào, tinh thần ra sao? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo thấy ổn và tinh thần bình mừng. Bị cáo có thể có nội dung phản cáo trạng tinh tố của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo không đồng ý vì bị cáo không được hưởng lợi gì.
Vậy người điều hành tổng tiền đến 45, bị cáo có thể giải quyết tại sao ông Trương Bạc có năng lực ấy không tham gia tổng thống và mặt đồng của tổng tiền đến 45, một số người đã có đồng. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo là chủ tịch hội đồng quản trị Phan Đức Thắng trong Trương Bạc chỉ là người chăm sóc cây cảnh, bị cáo thêm vào để cho chủ thân biến thành được công ty. Vậy cây công ty đến 45 là được giải quyết chứng nhận đầu tư và quyền sử dụng đất từ ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Bị cáo có tổng thống đầy đủ các quy định của pháp luật về việc thực hiện dự án không? Cơ đồng xét xử bị cáo có tổng thống đầy đủ các quy định của pháp luật. Bị cáo có thể giải quyết quá trình và lý do tại sao anh lại đánh giải chứng nhận quyền sử dụng đất anh đang đất khác nhau? Cơ đồng xét xử việc đất thừa đất nhằm để nghĩa giao thực hiện bố bảo và đầu tư quản lý và sử dụng lĩnh vực. Tại sao khi nhà đất toàn phần vãi tư ba nghìn dự lĩnh năm 2016, bị cáo lại tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để thể chấp cho các cá nhân khác? Cơ hội đồng xét xử sau khi tất cả phần vãi tư ba nghìn dự lĩnh do nhu cầu tác chuyển của công ty đầu tư cho các dự án khác. Bị cáo có báo cáo với các hợp đồng thể chấp đất này cho các cổ đông của công ty không? Cơ hội đồng xét xử bị cáo muốn báo cáo đó các cổ đông bởi vì họ cũng được tiếp điều hành công ty và các hợp đồng này đều ghi trong sổ sách của công ty. Bị cáo có thể kêu ai có tên bị cáo về kế hoạch chi tiết cho dự án tiến lên không? Dự án này có được tập đoàn dựng đặt phê duyệt không? Thưa hội đồng xét xử, dự án được bị cáo lên kế hoạch và lên chi tiết đầy đủ. Tuy nhiên thì có một số thủ tục phát triển chưa được cơ quan chức năng phê duyệt. Bên cả có thừa nhận đã lừa đảo qua trường hợp tài sản của các cá nhân như cả không không? Nếu không, bên cả có giải thích gì về việc họ mất tên khi tham gia vào các dự án đó khởi sự? Thưa hội đồng xét xử, bên cả cũng thừa nhận các cá nhân họ đều có ý thức rủi ro trong đầu tư. Bên cả cũng có cố ý thực hiện hành vi này. Bên cả có bằng chứng nào để chứng minh rằng ông đã thực hiện cả giao dịch này một cách đúng bạch và không là một mình lừa đảo? Thưa hội đồng xét xử, tất cả giao dịch đều có hợp đồng công chứng, biên bản và thỏa thuận giấy tờ đầy đủ. Bên cạnh đó, bằng lời hành phê đến nhanh lòng đã gây ra hậu quả cho các cá nhân liên quan không? Bên cạnh đó, thực hiện bất kỳ nhanh lòng nào để khắc phục hậu quả cho các cá nhân không? Thưa hội đồng xét xử, bên cạnh lấy làm tiếng với những hậu quả ngoài ý muốn các cá nhân liên quan đã phải kêu điều được thương lượng bị cáo muốn tính ra giải pháp tổ chức để giải quyết vấn đề. Bị cáo có muốn gửi lời cảm ơn chịu bác sĩ quan trọng cho hội đồng xét xử không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét những khó khăn bất tính của thực tế trong quá trình điều tra vụ việc. Nếu họ đã tin tưởng vào dự án của bị cáo thì bị cáo muốn bù đắp một phần nào đó cho bị cáo thôi. Mời bị hại bác Nguyễn Diêu Linh đứng dậy. Và có thể trình bày chi tiết về thỏa thuận vay 5 tỷ đồng về ông Tôn Hồ Bảo và các điểm tất toán khoản vay đó. Tôi hội đồng xét xử thì năm 2013 thì ông Bảo đã thực hiện cơ cấu quyền sử dụng đất số AK1345 để vay vốn 5 tỷ đồng và năm 2016 thì ông Bảo đã tất toán này tất toán xong cơ cấu. Ba còn biết gì về việc ông Bảo tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất đã thể chấp cho ba để thể chấp cho người khác không? Thưa hội đồng xét xử là không. Ba còn nhận được bất kỳ cáo lệnh hoặc tài liệu nào với ông Bảo về dự án liên quan đến khoản vay? Thưa hội đồng xét xử, khi ông Bảo có biết nhất cho tôi quyền sử dụng đất số AK1345. Cho ba thôi. Mời ba người tìm cách trả lời dạy. Ba đã tham gia vào việc mua đất từ ông Bảo như thế nào? Những điều kiện mua bán đất có được tiêm bài hoặc ra tội ra không? Hội đồng xét xử thông qua việc mua bán cây cảnh, ông Bảo có giới thiệu công ty của ông Tôn Hữu Bảo đang làm dự án và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã cho xem mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/5 căn hộ chỉnh đang xây dựng tại trụ sở công ty T45. Những điều kiện mua bán được trình bày rõ ràng cũng không bảo giới thiệu dự án thôi. Khi tham gia vào dự án, ba có biết về tình trạng thẩm định của vùng đất sau ông Bảo đã bàn không? Thưa hội đồng xét xử, tôi được
ông Bảo cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cấp và xem mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 công trình xây dựng trụ sở tại công ty T45. Còn lại những vấn đề khác bị đi cửa ông Bảo nên tôi không biết gì hết. Còn ba người mời hai người này, ông Phạm Văn Thủ có ba mặt thì coi những giày. Ông ba có thể cho biết cụ thể về quá trình giao dịch gắn tốn của Bảo trong việc thế chấp để chứng nhận quyền sử dụng đất số BA668108 không? Kính thưa quý sở, năm 2012, ông Bảo có vay của tôi số tiền 890 triệu đồng. Hạn trả nợ là 24 tháng 12 năm 2012. Lúc vay ông Bảo có thay mặt cho chồng chúng tôi giá trị quyền sử dụng đất BA668108. Ông ba có thỏa thuận phải giá cao như vậy ông Bảo sẽ quyền sử dụng đất. Và vì là ông Bảo, ông ba đã thể là có sự giá lợi. Chúng tôi hỏi là cái sự lúc bay chúng tôi có thỏa thuận giá như thế này trả lời ông Bảo trả lời thì tôi còn quyền sử dụng đất và tài sản kế cận như đã được thỏa thuận. Do có sức mất trong làm ăn năm 2020 và chồng chúng tôi đang có thể thực hiện xây dựng như đã thỏa thuận. Sau nhiều lần đấu đáp công tác thì vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 không bảo lãnh trong quyết định quyết định quyết ông ba ơi, mời ông Bùi Quỳnh Châu dạy. Ông có thể kể lại quá trình giao dịch của ông Bảo trong vụ việc này không? Ông đã nhận được từng thông tin gì từ ông Bảo liên quan đến vụ đất bóng đã mua? Kính thưa ông xét xử, trong quá trình làm tên ông Bảo thì tôi có nói ông Bảo với tôi một cửa đất nằm trong khu biệt thự ông Bảo đang tôi để bán. Sau đó tôi ông Bảo đang thỏa thuận và ông Bảo sẽ bán cho tôi cửa đất 400 m² với giá 600 triệu đồng. Bảo thông báo sau đó ông Bảo thông báo cho tôi biết cửa đất đó nằm đây. Tôi đắp cho nghe để thì họ thành để chứng được chỉ nhìn được để làm cái quyết tâm bảo ký hợp đồng mua bán tài sản liên kết đất. Sau đó tôi tiến hành thực hiện bảo thành ra đợt đợt thứ nhất là vào ngày 30/7/2015 cái số tiền là 8 triệu. Thứ hai là vào ngày 11/9/2015 cái số tiền là 2 triệu. Vậy ông có cho thêm các biên sản kiểm tra thông tin pháp lý của tài sản thực hiện giao dịch không? Tôi đã xem xét kỹ và biết rõ về tài sản kế liên quan đất, cửa đất có tài sản. Theo đây. Đúng rồi. Mời hai bên này, các người từ chủ hướng và quản trị công ty như vậy. Khi giao dịch với ông Bảo, cả ba có biết rõ tình trạng pháp lý của dự án thứ tư không? Ông Bảo có cung cấp các tài liệu nào để đảm bảo tính hợp pháp của dự án? Từ hội đồng xét xử thì ông Phạm có cung cấp cho tôi một bản vẽ thiết kế màu và hai bản vẽ photo đã hiện có mức lô đất đang phân lô đưa vào đối diện cho môn nó thì 45 khoảng 400 m² và đã phân đảo bán với giá 350 triệu. Vậy cả ba có thêm dấu hiệu bất thường nào trong quá trình giao dịch của ông Phạm không? Kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào. Cho 12 thôi. Mời chúng tôi đọc cây những lời và người cùng liên quan. Ông Lân Bạc, ông Hoa Đức Anh cũng dạy. Ông Lân Bạc, ông có tham gia bằng cộng cùng hay tham gia quản lý công ty tế phổ mới lắm không? Nếu không, tại sao tại ông này được ghi là cổ đồng của công ty? Thưa đồng xác xử, tôi hôm nay đóng góp hay là tham gia quản lý công ty và tôi cũng không hiểu rõ tại sao anh tôi được ghi là cổ đồng của công ty. Ông có biết về cả hoạt động ngoại hồn sử dụng tài sản của công ty mà ông được tên của đồng không? Đúng rồi, ông thật sự được không? Đúng rồi. Ông Lâm Đức Anh, ông có thực hiện bất kỳ vụ tài chính hoặc quản lý nào đối với công ty tế hồn lắm không? Đồng sẽ sử dụng tôi không? Ông có biết về việc ông Tuấn Ngọc Bảo sử dụng tài sản lên cổ đồng trong công ty để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc sử dụng đất là ngoại hồn không? Tôi đồng sẽ sử dụng tôi không? Đó rồi. Mai gặp vị hội thẩm nhân dân tiến hành phần xét hỏi. Thưa chủ tọa phiên tòa, tôi xin đặt câu hỏi cho bị cáo. Bị cáo có cảm thấy mình đã gây ra tổn thất cho các nạn nhân không? Ông nghĩ sao về trách nhiệm của mình đối với họ? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo gây ra tổn thất cho họ, ông không có trách nhiệm gì.
Bị cáo có tin rằng trong xã hội sự tin tưởng trách nhiệm giữa con người với nhau là quan trọng không? Ông có cảm thấy mình đã vi phạm điều đó không? Thưa đơn giản sự, bị cáo thấy quan trọng. Nhưng bị cáo cũng có tâm thế thứ hai đó, họ cảm thấy không thể, cảm thấy mình là không vi phạm. Điều này. Thưa tôi hỏi thêm toàn, tôi xin đặt câu hỏi cho bị cáo. Ông có tự em nhắc thì thông báo rõ ràng về tình hình thực tế của công ty và các vụ do liên quan đến dự án không? Thưa đồng xét sự, bị cáo phải không tin tưởng nếu không phải bảo an hay hòa tâm. Bị cáo nghĩ rằng trong tương lai mình có thể làm gì để sửa chữa những sai lầm đã gây ra cho các bệnh nhân không? Thưa đồng xét sự, bị cáo có thể tương lai được hòa thì bị cáo cứ làm tổ chức. Thưa hội đồng xét xử, tôi không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi cho những người tham gia vào tôi. Sau đây tôi xin đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi có gì cho đi sao ạ? Thứ nhất, thời điểm nào thì có thể sẽ đi tìm quyền lợi tài sản của tập bị hại? Tôi không bao giờ phải đến quyền lợi tài sản của khi ai và còn phải nhận thêm theo thông tin hoặc còn nhiều bề liên quan. Nếu không phải xử lý việc cáo, về số tiền bị cáo đưa đảo nhưng mà tôi gặp bị hại thì đó, bị cáo đã sử dụng 11 cái gì? Như bị cáo đã nói, tôi cũng đưa đảo không kiểm tra số tiền nào, tất cả số tiền bị cáo nhận theo được đâu liên quan gì cả, tất nhiên cũng có tính. Vậy bị cáo và các bạn đang như của mình có thể đọc từ nhà cấp? Bị cáo cũng thừa nhận hành vi của mình là sai phạm rồi. À, thì các bạn xin hỏi bị ai? Tôi xin được hỏi Phan Văn Vũ và ba Phan Thị Tinh. Hai ông ba đã ký kết hợp như hợp đồng nào với bị cáo? Xin hỏi đọc xét xử. Chúng tôi có ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 244 tờ bản đồ số 15 tại tổ H phường T thành phố H với ông Bảo. Tôi xin hỏi ba ông Nguyễn Thị Thanh Thảo, sau khi phát hiện bị lừa, bị hại Nguyễn Thị Thanh Thảo đã thực hiện những bước nào để thực hiện quyền bảo vệ lợi của mình? Thưa hội đồng xét xử, tôi đã gửi đơn khởi tố đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc trên của tôi. Người có nghiệp vụ liên quan ba Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi đã có những tài liệu nào để chứng minh hành vi lừa đảo của bị cáo Tuấn Vũ Bảo? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi có các tài liệu như là hợp đồng, biên bản, biên lai thanh toán và các tài liệu đã được cung cấp trong hồ sơ để làm việc khởi kiện. Người có quyền và nghiệp vụ liên quan, ông Bùi Quỳnh Châu, ông có quen biết với bị cáo trước đó hay không? Và ông có yêu cầu bồi thường gì khác ngoài lấy lại số tiền 65 triệu hay không? Thưa hội đồng xét xử, ta có quen biết đó và không có yêu cầu gì thêm. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã thực hiện việc xét hỏi xong, xin mời hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đề nghị vị luật sư bào chữa cho bị cáo tham gia xét hỏi. Thưa hội đồng xét xử, tôi đề nghị được hỏi bị cáo. Bị cáo có thể giải thích chi tiết về hoạt động kinh doanh bất động sản của mình được không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đưa ra bằng vẽ và kế hoạch chi tiết. Vậy đấy là lĩnh vực kinh doanh chính của bị cáo có đúng không? Thưa hội đồng xét xử, đấy không phải là lĩnh vực chính của bị cáo. Vậy có phải hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ là một ngành nghề phụ của bị cáo đúng không? Thưa hội đồng xét xử, đây là một ngành nghề phụ của bị cáo. Bị cáo hãy cho biết trong quá trình giao dịch, việc các bên mua tiếp cận thông tin về dự án là do họ tự tìm hiểu hay là do bị cáo hoặc công ty đã có hoạt động quảng bá giới thiệu dự án một cách chủ động? Thưa hội đồng xét xử, họ tự tìm hiểu và đầu tư vào dự án của bị cáo không bắt ép hay là muốn họ đầu tư vào. Bị cáo có thể xác nhận rằng mình đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hàn cho việc tách thửa đất hay không? Và nếu có, xin bị cáo vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và thời gian của sự đồng ý này. Thưa hội đồng xét xử,
bị cáo đã được chấp nhận từ ủy ban nhân dân hạ cho việc tách thửa đất và thời gian đó là khoảng 2016. Bị cáo có biết việc mua bán đất trong dự án mà ông thực hiện có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo không biết hành vi này có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Bị cáo có thể cho biết tại sao là quyết định tách thửa đất và thế chấp cho các bên mua có phải là do muốn đầu tư hay vì lý do khác không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo muốn đầu tư vào các dự án hợp pháp khác của mình. Bị cáo có xác nhận rằng các giao dịch bán đất đều được ký kết hợp đồng công chứng theo đúng quy định của pháp luật không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo xác nhận rằng các giao dịch đất của mình đều có hợp đồng công chứng đúng theo quy định. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin được hỏi bị hại Nguyễn Thị Thanh Thảo và Phạm Văn Vũ, anh chị có từng nguyện ký hợp đồng với ông Tôn Cô Bảo mà không bị đánh bộ nào từ phía ông ấy không? Tôi đồng xét xử, tôi tự nguyện ký hợp đồng với ông Tôn Cô Bảo và không ký kết cùng. Anh chị có thể mô tả thêm một khi bị cáo đã nói về dự án hay tài sản không? Đúng rồi, đồng xét xử đã bảo là anh giới thiệu cho tôi dự án đó nhằm thay cho số tiền nó bảo đã vay của nó và mô tả đây là một dự án hợp đồng mới và có cái là... Anh chị có cảm thấy rằng những thông tin đó là đâu lý? Tôi cảm thấy cái thông tin ông Tô Hồng Bảo là hợp lý. Thưa tôi phải là không thấy. Anh chị có thể rằng đất đang trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa được phân lô cấp sổ đỏ khi ký hợp đồng mua bán không? Tôi đồng sự, tôi không biết. Anh chị có tham khảo và xem kỹ các tài liệu pháp lý trước khi thực hiện giao dịch mua đất với ông Bảo không? Thưa đồng sự, tôi có. Thưa đồng sự, tôi có. Khi ký hợp đồng, anh chị có cảm thấy thoải mái và tự nguyện tham gia vào giao dịch không? Thưa đồng sự, tôi cảm thấy thoải mái và tự nguyện tham gia vào giao dịch. Thưa đồng sự, tôi cũng thấy thoải mái và tự nguyện tham gia vào giao dịch. Kính thưa hội đồng xét xử, thì bên luật sư đã hỏi xong. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đề nghị vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tham gia sẽ hỏi. Kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi xin được phép hỏi bị cáo. Bị cáo cho biết năm sinh, họ và tên hiện tại của mình. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo tên là Tôn Ngô Bảo, sinh năm 1982, công việc hiện tại là kinh doanh cây cảnh. Theo nghiên cứu hồ sơ, công ty cổ phần T15 gồm có 3 cổ đông sáng lập, nhưng trên thực tế chỉ có ông Tôn Ngô Bảo góp vốn thực hiện điều hành. Thì điều này có nghĩa là thành lập công ty để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng vậy không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo thành lập công ty, bị cáo là chủ tịch hội đồng quản trị, còn Trường Bạc và Hoàng Đức Anh chỉ là có nhiệm vụ là chăm sóc cây cảnh. Bị cáo thêm vào để đủ thân viên thành lập công ty. Khi thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo có nhận thức được rằng mình đang gây thiệt hại cho người khác không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo cũng có hành vi nào gây thiệt hại cho người khác cả. Sau khi nhận tiền từ những thân chủ của tôi, bị cáo sử dụng số tiền đó vào mục đích gì? Thưa hội đồng xét xử, sau khi nhận tiền từ các cá nhân đó, bị cáo sử dụng tiền vào các dự án đầu tư hợp pháp của mình. Đây cũng là những hợp đồng của công ty. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AK12345 tờ bản đồ số 125, bị cáo sử dụng tiền này để vay 5 tỷ của bà Nguyễn Diệu Linh. Vậy ông và bà Nguyễn Diệu Linh có mối quan hệ gì? Thưa hội đồng xét xử, sau khi vay 5 tỷ của bà Nguyễn Diệu Linh thì tôi và bà Nguyễn Diệu Linh chỉ có mối quan hệ làm ăn, không có mối quan hệ nào khác ạ. Kính thưa hội đồng xét xử, bên đoàn luật sư của chúng tôi đã hỏi những câu hỏi. Mời hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát trình bày tạm thân tội bị cáo Tôn Ngô Bảo là dạy. Kính thưa hội đồng xét xử, sau đây tôi xin tuyên bố bản luận tội. Viện kiểm sát ngay viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa bản luận tội. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ điều 321 bộ luật tố tụng hình sự, hôm nay tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tôn Ngô Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị xét xử với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự. Tôi tên là Đinh Chí Vĩnh,
kiểm sát viên, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải được phân công thực hành quyền xung tố. Kiểm sát xét xử tại phiên tòa trình bày quan điểm của viện kiểm sát về việc xử lý đối với bị cáo và được giải quyết như sau. Một, tóm tắt nội dung vụ án. Tôn Ngô Bảo là người đại diện theo pháp luật của công ty T45, công ty cổ phần tại địa chỉ tại phương tế thành phố Hà tỉnh Hà theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 345678 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 9 tháng 9 năm 2013. Công ty T được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cấp giấy chứng nhận với mục tiêu chính là đầu tư xây dựng khu du lịch và dịch vụ. Với nó cái cảnh nguy hiểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cho phép công ty T 45 thuê đất và thực hiện dự án khu du lịch và dịch vụ. Vân hóa cái cảnh nguy hiểm. Ngày 1 tháng 10 năm 2013, công ty T 45 ký hợp đồng với đất Ủy ban nhân dân tỉnh Hạt. Ủy ban nhân dân tỉnh Hạt đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK12345 cho công ty T 45 tại phường T thành phố Hạt tỉnh Hạt với mục đích sử dụng đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông Tôn Ngô Bảo đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân từ năm 2014 đến năm 2018. Cụ thể, ông đã thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thất thoát khoản vay thuế của công ty về quy hoạch, về dự án chi tiết để hình thành dự án và kêu gọi của tư cập nhà đầu tư cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Ông Tôn Ngô Bảo đã chiếm đoạt tài sản của các cá nhân bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Phan Văn Vũ và bà Phan Thị Tây, ông Bùi Quỳnh Cháu, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Thu Nhi, bà Nguyễn Thị Diệu Linh. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông Tôn Ngô Bảo bị bắt. Kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Tôn Ngô Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai, phân tích đánh giá chứng cứ, căn cứ các báo cáo tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án và các quá trình xét hỏi bị cáo nhân chứng, viện kiểm sát đã công khai chứng cứ tại phiên tòa hôm nay như bản hỏi công 01, biên bản lấy bài 01 của bị cáo Tôn Ngô Bảo, bản tương trình của bị hại Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Phan Văn Vũ và Phạm Thị Tinh, người có quyền nghĩa vụ liên quan bao gồm ông Nguyễn Quỳnh Châu, biên bản lấy bài của bà Nguyễn Thị Thu Nhi, biên bản xác nhận thỏa thuận thi hành án giữa ông Tôn Ngô Bảo và ông Phan Văn Vũ và bà Phạm Thị Tinh có thể chứng nhận quyền sử dụng đất DA sao 8107 DA 8108 hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 1234 hợp đồng số 786 hợp đồng mua bán tài sản hợp đồng số 15/22 hợp đồng mua bán tài sản hai hợp đồng số 18 hợp đồng mua bán tài sản năm 2018. Trong quá trình điều tra truy tố nếu thấy phù hợp với trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, hành vi phạm tội của bị cáo và các tài liệu chứng cứ mang tính chất được thu thập, đồng thời được cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thành phố Hà được tiến cử kiểm nghiệm điều tra. Ba, phân tích đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Xét về tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cho xảy ra, bị cáo Tôn Ngô Bảo là thực hiện các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản cho nhà nước, xã hội, công dân mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bị cáo Tôn Ngô Bảo đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân. Cụ thể, ông Bảo đã thuê các công ty chuyên môn về quy hoạch chi tiết 1-500 công trình của công ty để hình thành dự án thiên đình và kêu gọi các cá nhân mua đất dựa đến các thông tin giả mạo này. Từ năm 2014 đến năm 2018, bị cáo Tôn Ngô Bảo đã thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Phạm Văn Vũ, bà Phạm Thị Tây, ông Bùi Quỳnh Châu, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Thu Nhi và bà Nguyễn Thị Diệu Linh. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức về điều kiện hành vi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo lại cố ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần đối với nhiều nạn nhân. Xét về động cơ mục đích thủ đoạn phạm tội,
Đồng thời của tôi đưa vào là nhằm chiếm đoạt tài sản của người cặp là và làm cho người cặp hiểu sai sự thật và tin tưởng của người mình. Mục đích phạm tội của tôi đưa vào là chiếm đoạt tài sản của người cặp thông qua các thủ đoạn gian dối. Ông Bảo đã lợi dụng sự tin tưởng và mong muốn làm giàu nhanh chóng của mình dưới mọi hình thức cũng vào gặp nhau để đưa ra thông tin không đúng sự thật, làm cho cặp người cặp tin vào mình một tin vào mình với thông tin không đúng sự thật và tự nguyện chuyển giao tài sản chiếm đoạt mà không ai biết. Hậu quả của ông Tôn Ngọc Bảo gây ra đối với bị hại là thiệt hại nghiêm trọng về chiếm đoạt, cụ thể là giá trị tài sản chiếm đoạt của ông Phan Văn Vũ và bà Phan Thị Tinh là 890 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo 500 triệu đồng, ông Nguyễn Quỳnh Châu 600 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi là 950 triệu đồng. Được xem là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bốn, nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án. Tôn Ngô Bảo sinh năm 1982, nguyên quan tại xã Hải Lĩnh, huyện Ngơ, tỉnh Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại phương Tế, thành phố Hà, tỉnh Hà, nghề nghiệp kinh doanh hoa cây cảnh, trình độ cử nhân ngành nông lâm, giới tính nam, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, tên án tiền sự không, thân nhân không. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là trái với quy định của pháp luật, trái với đạo đức con người. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra và quá trình xét xử tại phiên tòa, bị cáo Tôn Ngô Bảo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Là các tình tiết giảm nhẹ hình sự được quy định tại điểm F khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Ngoài ra, Tôn Ngô Bảo tích cực hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án theo điểm T khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015. Ông Bảo đã cung cấp các thông tin cần thiết giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ và giải quyết vụ án một cách nhanh chóng và chính xác. Do đó có thể được xem tình tiết giảm nhẹ khi tòa án đưa ra bản quyết. Về tình tiết tăng nặng, ông Bảo đã lợi dụng quyền quản lý đất đai của công ty cổ phần T 45 và địa vị của mình để thực hiện hành vi gian dối, làm người cặp tin tưởng và đầu tư vào dự án không có thật, căn cứ điểm C khoản 1 điều 52 bộ luật hình sự. Ngoài ra, căn cứ theo điểm G khoản 1 điều 52 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, ông Bảo đã phạm tội 2 lần trở lên. Cụ thể, ông Bảo đã có vi phạm tội đối với 7 người tại bị hại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Bảo đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân khác nhau, mỗi lần lừa đảo là một khoản tiền lớn. Việc phạm tội nhiều lần này cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi, ý thức và chủ đích rõ ràng của ông Bảo nhằm thực hiện hành vi lừa đảo vào hệ thống và để thu lời bất chính. Năm, phân tích đánh giá những nội dung khác. Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ về vụ án, căn cứ khẳng định nội dung truy tố cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đúng người đúng tội và đúng pháp luật, viện kiểm sát thì đưa ra kết luận những nội dung sau. Về phần hình sự, báo cáo đánh điều tra tại phiên tòa đánh giá toàn bộ chứng cứ vụ án có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng hành vi nêu trên của bị cáo Tôn Ngô Bảo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự. Vì vậy, cáo trạng số 35 ngày 7 tháng 10 năm 2024, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà truy tố ông Tôn Ngô Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Về vật chứng, các vật chứng bao gồm đoạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA-8107, BA-8108, hợp đồng mua bán tài sản gắn liền sử dụng với đất, phiếu thu tiền được giám định là vật chứng và là loại vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm. Về phần dân sự, bị cáo Tôn Ngô Bảo phải trả lại số tiền và tài sản tương đương cho bị hại là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Phan Văn Vũ và bà Phan Thị Tinh, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ông Bùi Quỳnh Châu, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Thu Nhi. Căn cứ tài điều 127 bộ luật dân sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về giao dịch vô hiệu do có hành vi lừa dối. Theo đó, các giao dịch của ông Tôn Ngô Bảo và các bị hại đều có hành vi lừa dối, do đó các giao dịch đến là vô hiệu. Căn cứ tài khoản 2 điều 131 bộ luật dân sự 2015 quy định về hậu quả pháp lý của các giao dịch dân sự vô hiệu. Theo đó, ông Tôn Ngô Bảo phải trả lại cho nhóm những gì đã nhận
bài đề nghị xử lý. Một bên trách nhiệm hình sự, sự phạt hành chính sẽ thay nắm giữ trong quá trình điều tra và sẽ xử phạt đến tòa căn cứ điểm A khoảng 1 điều 174, căn cứ điểm A điểm T khoảng 1 điều 121 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có các tình tiết giảm nhẹ điểm C điểm G khoảng 1 điều 52 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung các tình tiết tăng nặng để xử phạt bị cáo Nguyễn Ngô Bảo từ cùng với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai hình phạt bổ sung là không còn. Về xử lý vật chứng áp dụng theo quy định tại điều 46, 47, 48 bộ luật hình sự, điều 106 bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên trả lại cho bị hại người có quyền và nghĩa vụ liên quan toàn bộ tiền tài sản mà bị cáo chiếm đoạt trong quá trình điều tra. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tuấn Ngô Bảo phải trả lại tiền cho và tài sản tương đương cho ba Nguyễn Thị Thanh Thảo và là số tiền 500 triệu đồng. Bị cáo Phan Văn Phạm Anh Vũ và ba Phan Thị Tinh tổng 590 triệu đồng. Bị cáo bị hại Bùi Quỳnh Châu 600 triệu đồng. Thưa hội đồng xét xử, đến đây là quan điểm của viện kiểm sát nhân tình hạt đối với bị cáo. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc đối với mức án nghiêm chỉnh nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ anh phạm tội của bị cáo. Kiểm sát viên đình chỉ lấy đa kỳ và đồng dầu. Bị cáo Tuấn Ngô Bảo đã nghe rõ lời luận tội của vị đại diện viện kiểm sát chưa? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nghe rõ. Tại phiên tòa này, bị cáo Tuấn Ngô Bảo có mời luật sư Phan Chí Quán và luật sư Nguyễn Thế Bảo là luật sư bào chữa cho bị cáo. Sau khi các luật sư trình bày bài bào chữa, bị cáo có quyền bổ sung các lời bào chữa để tự bào chữa cho chính mình. Bị cáo đã nghe rõ chưa? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nghe rõ. Cho bị cáo ngồi. Mời các luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày bài bào chữa. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa vị đại diện viện kiểm sát, kính thưa quý luật sư đồng nghiệp, tôi là luật sư Hoàn Chí Quang của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nhật Nguyệt, đoàn luật sư thành phố Hà. Hôm nay tôi có mặt tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tôi là bị cáo Tuấn Ngô Bảo trong vụ án Tuấn Ngô Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quy định tại điều 174 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và bản cáo trạng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình là ông Tuấn Ngô Bảo. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, tôi có các ý kiến đối với phần cáo buộc của vị đại diện viện kiểm sát như sau. Về các vấn đề tố tụng, bị cáo Tuấn Ngô Bảo đã được thông báo rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều 60 bộ luật tố tụng hình sự 2015. Cụ thể, bị cáo có quyền được bào chữa, nghĩa là có quyền tự bảo vệ mình trước những cáo buộc. Bị cáo cũng có quyền yêu cầu chứng minh cho phép mình yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho sự bào chữa. Ngoài ra, bị cáo còn có quyền khiếu nại các quyết định của cơ quan điều tra để cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. Bị cáo có quyền tự mình bảo vệ trước tòa hoặc cũng như để sự hỗ trợ của luật sư. Điều này rất quan trọng bởi việc có luật sư giúp bị cáo có thể trình bày quan điểm của mình một cách chuyên nghiệp cũng như nhận được sự tư vấn pháp lý cần thiết trong suốt quá trình tố tụng. Tất cả chứng cứ liên quan đến vụ án đã được thu thập và lưu trữ theo đúng quy trình pháp luật quy định. Điều này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của chứng cứ mà còn giúp tăng cường tính minh bạch trong quá trình tố tụng, từ đó bảo vệ quyền lợi của bị cáo một cách tốt nhất. Hồ sơ vụ án đã được hoàn thiện đầy đủ, các tài liệu cần thiết bao gồm các biên bản báo cáo và các tài liệu liên quan khác. Điều này đảm bảo mọi thông tin đều được ghi nhận và có thể tích cực khi cần thiết. Bị cáo có một quyền tiếp cận bản cáo trạng và chứng cứ mà viện kiểm sát dự kiến sẽ sử dụng trong phiên tòa. Quyền này giúp cho bị cáo có thể hiểu rõ hơn về các cáo buộc chống lại mình và chuẩn bị cho việc bào chữa một cách hiệu quả. Việc tổ chức tại phiên tòa phải được thực hiện công khai, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan bao gồm bị cáo, luật sư và các nhân chứng đều có cơ hội tham gia và trình bày quan điểm của mình. Sự minh bạch trong quá trình tố tụng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bị cáo mà còn giúp góp phần xây dựng niềm tin vào hệ thống tư pháp, giúp đảm bảo rằng mọi người đều được đối xử công bằng và không bị lập thông tin. Về nội dung vụ án, kính thưa hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án và có phần xét hỏi công khai tại phiên tòa hôm nay, tôi nhận thấy việc viện kiểm sát truy tố thân chủ tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở, lý do là chưa đủ yếu tố khách quan để cấu thành tội danh này. Nhưng viện kiểm sát đã truy tố. Cụ thể, việc viện kiểm sát truy tố thân chủ tôi về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không hợp lý bởi thứ nhất, không đủ chứng cứ để buộc tôi thân chủ tôi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về mặt hành vi, theo điều 175 bộ luật hình sự để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
thì bốn người phạm tội phải thực hiện hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật đối với bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản của họ và không có ý định trả lại. Dùng thủ đoạn gian dối là việc lấy thông tin giả, những người phạm tin đó là thật. Thủ đoạn gian dối này phải có biểu hiện ra thực tế và phải có trước hành vi chiếm đoạt. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến người bị hại tin tưởng và giao tài sản cho người phạm tội. Nhưng tại biên bản ghi lời khai ngày 15/7/2021, anh Bảo đã khẳng định hầu hết những cá nhân khi một lớp đều có quan hệ quan hệ với tôi chỉ muốn tin cho họ xem dự án tôi đẹp, chính tại dự trường hay và độc đáo. Họ là người muốn đầu tư, dự án Bảo không ép buộc, không lôi kéo. Điều này, ngoài ra, các chủ tôi không còn đưa ra thông tin là sai sự thật. Các điều khoản về đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất trong cả hợp đồng như tên người sử dụng đất, diện tích, mục đích, thời hạn và nguồn gốc sử dụng đều là đúng sự thật. Hơn nữa, trong các khoản điều khoản cam đoan của các hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất, bên A tức là thân chủ tôi đã thực hiện toàn bộ những gì mà mình đã cam đoan. Với cả bên D đã cam đoan đã xem xét kỹ được rõ tài sản gắn liền với đất, cho đất có tài sản và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất và việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Trả lời của các công chứng viên hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A và công ty cổ phần T45 và cả bên D đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng. Tại các điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Từ đó thì thấy việc bị cáo Công Ngô Bảo đại diện cho doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất đối với khách hàng là không trái quy định của pháp luật. Theo các đơn tố giác thì hành vi không liên lạc xảy ra sau khi chúng tôi đã có tài sản bất hợp pháp và số tiền này được từ việc bán tài sản gắn liền với đất để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty, dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Như vậy, hồ sơ vụ án thể hiện rằng bị cáo không có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại đó, không có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, do vậy không thuộc về tội phạm tham tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, theo cáo trạng thì viện kiểm sát cho rằng bị cáo đã sử dụng quyền tiếp cận thông tin và quyền quản lý tài sản để tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào điểm C khoảng 1.52 Bộ luật hình sự là không hợp lý vì những lý do như sau: người có chức vụ quyền hạn được hiểu một cách ngắn gọn là người được giao thực hiện công vụ có tính chất hợp pháp và có quyền nhất định trong khi thực hiện công vụ đó; còn lợi dụng chức vụ quyền hạn là người phạm tội sử dụng chức vụ quyền hạn được giao như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo không có chức vụ quyền hạn, vì vậy việc áp dụng điểm C khoảng 1.52 Bộ luật hình sự là không hợp lý. Thứ ba, về áp dụng việc giảm nhẹ quy định tại điểm F khoảng 1.51 Bộ luật hình sự 2015. Tôi đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát, tuy nhiên cần lưu ý rằng trong biên bản ghi lời khai 25/7/2021 khi được hỏi việc kinh doanh này là do tự nghĩ ra hay ai chỉ cho bị cáo, thì anh Bảo nói việc kinh doanh bất động sản chỉ là ngành nghề phụ khi thấy thị trường lên xuống, và rõ ràng bị cáo không biết hành vi tách thửa đất nông nghiệp của mình là trái pháp luật. Khi được hỏi ở việc hành vi tách thửa đất của mình là trái pháp luật không, anh Bảo đã trả lời pháp luật hiện nay không những không cấm mà còn được khuyến khích đầu tư, mặc cả hành vi thực hiện tách thửa đất nông nghiệp chưa được bị cáo thực hiện trên thực tế. Các đơn tố giác và lời khai cùng những người bị hại bị cáo Bảo chỉ giải thích thêm về kế hoạch kinh doanh của bất động sản của cá nhân mà không hề của bất kỳ ai tham gia. Khi thực hiện ký hợp đồng liên quan, bị cáo cũng không thực hiện các hành vi lừa đảo mà thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua bán tài sản trên đất cho phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc tách thửa của anh Bảo cũng nhận được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà mà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Vì vậy, bị cáo Bảo thực hiện hành vi trái với pháp luật mà không hiểu biết mình phạm tội lại cho đang phù hợp với lợi cộng đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhận thức kẻ về tình trạng pháp luật của hành vi đó do khách quan, bị cáo Bảo cũng chưa từng có tiền án tiền sự, do đó mong hội đồng xét xử có thể cân nhắc việc áp dụng khoảng 2-5 của Bộ luật hình sự 2015 cho đây là điểm chặt nhẹ. Thứ tư, về vấn đề bồi thường thiệt hại, tôi không đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát về việc bồi thường thiệt hại khi áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, các điều 584, 585, 589 và 357 Bộ luật hình sự 2015 trong bản cáo trạng. Bởi anh Bảo là người đại diện theo pháp luật và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty T45.
Vì vậy, áp dụng điều 597 Bộ luật Hình sự 2015, phạm nhân phải được bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được phạm nhân giao. Nếu phạm nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Về nội dung đề nghị giải quyết, từ những lập luận trên, tôi kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét và liên quan đến việc truy tố thân chủ tôi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định thân chủ tôi cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đây là sự bắt giữ của tôi đối với bị cáo Tôn Ngọc Bảo trong vụ án ngày hôm nay. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn hội đồng xét xử. Bị cáo có cuộc sống thi thể trong nội dung bao trường của luật sư không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đồng ý với nội dung bao trường của luật sư và không bổ sung gì thêm. Cho bị cáo thôi. Mời kiểm sát viên phát biểu ý kiến Khánh Luân. Kính thưa hội đồng xét xử, sau đây tôi xin anh Luân về vấn đề luật sư cho rằng cũng đủ chứng cứ để buộc tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Tôn Ngọc Bảo. Ý thứ nhất, tại phiên tòa biên bản lời khai ngày 15 tháng 7 năm 2021, anh Bảo lực vì luật sư nói rằng anh Bảo đã cảm thấy hầu hết những cá nhân đã một đất đều có quan hệ quan điểm với tôi chỉ vô tình có họ sẽ về dự án tôi về và khi thấy dự án tôi hay có được đào họ tính họ là người được đầu tư chứ tôi không cần em nói theo họ tôi dùng chẳng có cái thông tin cả để đi họ bên tôi và tôi làm dự án thì cho họ. Vậy thì mình là xin hỏi là làm sao để chứng minh được minh chứng rằng đây chỉ là sự cố tình hay là cố tình của bị cáo và trong lời khai của ông Bảo khai cố tình cho họ xem dự án lịch sử nếu chỉ có sự cố tình đó thì liệu có đủ sự thuyết phục thì được vào tất cả bị hại hay không. Thứ hai là nắm cặp điều khoản của hợp đồng và cảm quan việc của bản tài sản gắn liền với đất bên A có nghĩa là bên bị cáo đã thể hiện toàn bộ những gì mình đã cảm quan và cảm biết là xem xét kỹ biết rõ tài sản gắn liền với đất thửa đất có tài sản các hợp đồng về quyền sử dụng đất gắn liền với đất quyền sử dụng đất và giao kiện hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện không bị lừa rồi cường nghe theo lời chứng của công chứng viên hợp đồng của bản tài sản thế được tỏ thân một cách hợp pháp và luật sư cao đang cũng bảo không có anh bị lừa rồi trong lúc giao kiện này về đi dự án kiến định ngay đấy thực tế là do ông bảo vệ và chưa có cơ quan thẩm quyền xem duyệt và việc đưa ra ký hợp đồng thì ông bảo cũng chỉ được ra hết để chứng nhận ra số BA 66 tầm 107 và BA 66 tầm 108 để ký kết hợp đồng với 52 và với 10.000 là sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để bán lô phân lô ra đất cho các 52 và cho đến tận bây giờ này thành tám hợp đồng cũng bảo là chưa thực hiện được nhiệm vụ tách thửa và bán giao đất cho các 52 và dự án đến đây đến thực tế thì cũng chỉ là bản vẽ đến đây và chưa có giao đất pháp lý. Kính thưa hội đồng xét xử, đến đây là ý kiến của viện kiểm sát muốn đánh lần thêm với luật sư bên bị hại nên xin hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Mời luật sư bị cáo Đặng Khánh Luân. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến chi tiết, nhưng hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Mời bị hại đứng dậy. Tại phiên tòa này, bị hại có yêu cầu luật sư Trần Thị Hà Di và luật sư Lê Thị Phương Thảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sau khi các luật sư trình bày luận điểm bảo vệ của mình, các bị hại có quyền bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Các bị hại đã nghe rõ chứ? Rồi, đồng xét xử, chúng tôi đã nghe rõ. Mời các bị hại ngồi. Mời luật sư của bị hại trình bày. Kính thưa hội đồng xét xử tỉnh Hát, kính thưa vị đại diện viện kiểm sát tỉnh Hát, kính thưa quý luật sư đồng nghiệp, tôi là luật sư Lê Thị Phương Thảo và cộng sự của tôi là luật sư Trần Thị Hà Chi thuộc công ty luật Nhật Hà và cộng sự và luật sư thành phố Hát. Hôm nay chúng tôi có mặt tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của chúng tôi là người bị hại bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình, bà Nguyễn Diệu Linh, bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi, ông Bùi Quỳnh Châu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, bản cáo trạng số 35 / CTVKS ngày 20 tháng 1 năm 2024. Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tham dự và phân xét khỏi công khai tại phiên tòa, tôi xin có các ý kiến đối với phần cáo buộc của vị đại diện viện kiểm sát như sau.
Một, về các vấn đề tố tụng. Thứ nhất, trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về thu nhập chứng cứ, lập biên bản và thông báo cho các bên liên quan. Việc triệu tập các bị hại, nhân chứng và lấy lời khai đã được thực hiện theo đúng quy trình và đảm bảo quyền lợi của họ. Thứ hai, bị hại có quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tài điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, bị hại có quyền được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tài điều này, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật yêu cầu, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, kiểm tra, đánh giá, đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật, được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án, đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường, tham gia phiên tòa, trình bày ý kiến, đề nghị chủ tòa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xem biên bản phiên tòa, tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của bộ luật này, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa, kháng cáo bản án, quyết định của tòa án. Theo đó, các bị hại đã được thông báo đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình tố tụng. Họ đã được tạo điều kiện để trình bày ý kiến, yêu cầu và cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ án, qua đó thể hiện quyền tham gia tố tụng một cách đầy đủ. Thứ ba, bị hại có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt không lý do, bất khả kháng hoặc không cho trở ngại khách quan thì có thể đi dẫn giải, chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, khiếu nại, quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thứ tư, bị hại có quyền gửi đơn tố giác đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát để tố giác hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Tôn Ngộ Bảo, căn cứ theo điều 144-145 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về quyền tố giác và xử lý tin báo tội phạm, đưa ra tất cả các chứng cứ liên quan đến vụ án đã được thu nhập và lưu giữ một cách chính xác, minh bạch, đúng với quy định của pháp luật. Thứ năm, cung cấp các chứng cứ như hợp đồng mua bán có công chứng, giấy biên nhận tiền, các văn bản tài liệu chứng minh dự án không tồn tại hoặc chưa được cấp phép, bất kỳ thông tin nào chứng minh ông Tôn Ngộ Bảo không có liên lạc, không thực hiện cam kết. Thứ sáu, cáo trạng đã được gửi đến tất cả các bên liên quan theo quy định, đảm bảo các bị hại và bị cáo đều có đầy đủ thông tin để chuẩn bị cho phiên xét xử. Điều này cũng giúp đảm bảo tính công bằng trong quá trình xét xử. Thứ hai là phần hai là về nội dung của vụ án. Tôi qua quá trình nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua các chứng cứ đã được thẩm định trong giai đoạn xét hỏi, sau khi nghe quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát, tôi xin đồng ý với quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Sau đây tôi xin được trình bày một số ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại như sau. Thứ nhất, hành vi của bị cáo Tôn Ngộ Bảo đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, bị cáo Tôn Ngộ Bảo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với tình tiết tình khung là lợi dụng chức vụ quyền hạn. Việc kiểm sát truy tố bị cáo Tôn Ngộ Bảo như vậy là hoàn toàn đúng người đúng tội. Để khẳng định ông Tôn Ngộ Bảo hoàn toàn đủ các dấu hiệu cấu thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chúng tôi xin đưa ra các lập luận như sau. Đối với bị hại là ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình, hành vi của bị cáo Tôn Ngộ Bảo đối với ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành. Cụ thể, về chủ thể, ông Bảo hoàn toàn có nhận thức bình thường là người đại diện theo pháp luật của công ty T45. Do đó, ông có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Về cách thể, hành vi ông Bảo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình. Về mặt chủ quan, ông Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Văn Vũ và bà Phan Thị Tình với lỗi cố ý trực tiếp. Ông Bảo nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác do mình thực hiện hành vi gian dối trái pháp luật, đồng thời thấy trước hậu quả của hành vi đó là tài sản của người khác bị chiếm đoạt trái pháp luật và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ý thức chiếm đoạt đã có trước thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt tài sản,
Bảo có vay của vợ chồng ông Phạm Văn Vũ và Phạm Thị Tình số tiền là 890 triệu đồng. Hạn trả nợ là ngày 24 tháng 12 năm 2012. Khi vay, Bảo thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA668108 bản gốc. Nếu quá thời hạn không trả được thì vợ chồng ông Vũ được hoàn toàn quyền sử dụng tài sản trên đất và đất như đã thế chấp. Sau khi ký hợp đồng thuê đất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hát, ông Bảo không hề có ý thực hiện đầu tư theo mục đích đã xin ban đầu, mà ngay lập tức tìm cách thừa và thế chấp cho chúng tôi. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu ông đã có ý định sử dụng những thửa đất này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thêm vào đó, Bảo đã đưa vợ chồng ông Vũ đến khu đất dự án của công ty cổ phần T45 tại phường T, thành phố Hát để mời bán một thửa đất 180m2. Bảo giới thiệu là đang làm thủ tục chuyển đổi dự án thành khu dân cư. Ở đây có rất nhiều người mua để sử dụng và chỉ cho vợ chồng ông Vũ thấy một số thửa đất đã đóng cọc và xác định mốc giới, xây tường bao, một số dân đã dựng nhà sàn, xây nhà kiên cố để ở. Đây là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật để lừa đảo vợ chồng ông Vũ. Thực tế, trên diện tích thửa đất là 180m2, Bảo đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Vũ không có tài sản như trong hợp đồng thể hiện mà chỉ là mặt bằng trống, bỏ hoang mặt. Về mặt khách quan, hành vi của ông Bảo trong vụ án là sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản gồm hai dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là ông đã thuê các công ty chuyên môn để tạo ra một dự án ma nhằm cung cấp thông tin giả mạo và sai lệch để lừa đảo các bị hại. Dấu hiệu thứ hai là ông Bảo, Phạm Văn Vũ và bà Phạm Thị Tinh đã nhầm tưởng hoàn toàn tin vào những thông tin không đúng sự thật đó, dẫn đến việc tự nguyện chuyển tiền cho ông Bảo. Hơn nữa, giữa hành vi của ông Bảo đã và gây thiệt hại gây ra cho vợ chồng của ông Vũ có quan hệ nhân quả rõ ràng. Chính việc đưa ra thông tin sai lệch đã dẫn đến việc hai vợ chồng đồng ý chuyển tài sản cho tôi. Hậu quả của hành vi lừa đảo này là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 890 triệu đồng. Ngoài ra, khi ông Tôn Ngô Bảo chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông Vũ, giá tiền chuyển nhượng là 650 triệu đồng, nhưng Bảo chỉ ghi là 260 triệu đồng để giảm phí công chứng phải nộp. Đây là hành vi tội phạm tội có mục đích nhằm trốn thuế theo quy định tài khoản 5, điều 143 luật quản lý thuế năm 2019 và phải bị xử phạt theo điều 17, nghị định 125 năm 2020, nghị định chính phủ. Đối với bị hại là bà Nguyễn Diệu Linh, hành vi của bị cáo Tôn Ngô Bảo đối với bà Nguyễn Diệu Linh đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 bộ luật hình sự hiện hành. Cụ thể, về chủ thể, ông Tôn Ngô Bảo là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đại diện pháp lý và người điều hành công ty T45. Bảo hiểu biết và ý thức rõ ràng về hành vi của mình khi thực hiện các giao dịch, từ đó đủ điều kiện là chủ thể của tội phạm này. Về khách thể, trong vụ án, hành vi của ông Tôn Ngô Bảo đã xâm phạm đến quyền sở hữu và cá nhân của bà là bà Nguyễn Diệu Linh thông qua hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Về khách quan, hành vi lừa đảo được thể hiện qua các thủ đoạn gian dối. Thứ nhất là ông Tôn Ngô Bảo đã thuê các công ty chuyên môn quy hoạch chi tiết 1/500 công trình trụ sở công ty để hình thành dự án thiên đình, kêu gọi các cá nhân tin tưởng để mua đất. Thứ hai là sau khi biết được nhu cầu muốn mua một lô đất để làm nhà ở, Bảo đã đưa bà Linh ra thực địa và bảo rằng Bảo đang thực hiện dự án khu du lịch vườn hoa cây cảnh thiên đình đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở trong dự án có khu nhà và đã có 3 hộ gia đình đã xây dựng nhà và đang sinh sống tại khu đất. Ông Bảo đã chỉ cho bà Linh một lô đất với diện tích 409m2 và đất rộng không tài sản, cây cối nhưng có tường bao quanh. Ông Tôn Ngô Bảo đã hứa hẹn về các tiện ích và môi trường như sau khi xây dựng kín các lô đất như một khu dân cư kiểu mẫu của Nhật Bản có hạ tầng hiện đại, tiện nghi và môi trường trong sạch. Đồng thời, ông Bảo còn hứa hẹn sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ sau khi xây nhà cho bà Nguyễn Diệu Linh. Tuy nhiên, đây là những thông tin gian dối do ông Bảo xây dựng lòng tin đối với bà Nguyễn Diệu Linh. Thứ ba, ngoài hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thì đó chỉ là một thủ đoạn nhằm che giấu bản chất thực sự của giao dịch. Nội dung hợp đồng này chỉ là hình thức để được công chứng, còn thực tế không có tài sản nào trên đất như hợp đồng đã thể hiện, vì thửa đất lúc đó chỉ là đất trống, đã có tường xây bao quanh nhưng không có tài sản, không có nhà cấp 4, không có vườn hoa cây cảnh, hoa non bộ, hệ thống điện nước.
Về mặt chủ quan, ông Tô Ngô Bảo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Ông Bảo nhận thức rõ được hành vi gian dối của mình với mục đích chiếm đoạt tài sản. Điều này được thể hiện qua việc Bảo liên tục sử dụng các thủ đoạn để thuyết phục bị hại giao tiền mà không có ý định thực hiện cam kết và tài sản hay dự án như đã hứa. Hành vi của ông Tô Ngô Bảo đã gây ra thiệt hại đối với bà Nguyễn Diệu Linh thông qua đưa ra thông tin sai lệch, gian dối đã dẫn đến bà Nguyễn Diệu Linh đã đồng ý chuyển tài sản cho ông Bảo. Hậu quả của hành vi lừa đảo này là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 640 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 15 tháng 12 năm 2018, bà Nguyễn Diệu Linh và ông Tô Ngô Bảo đã ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với số đất số 18, hợp đồng mua bán 2018 tại văn phòng công chứng HKT. Tuy nhiên, nội dung hợp đồng này chỉ là hình thức để được công chứng, còn thực tế không có tài sản nào trên đất như hợp đồng đã thể hiện. Hành vi này còn vi phạm theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 7 luật công chứng 2014. Vì xét theo căn cứ trên thì ông Tô Ngô Bảo, tức là người yêu cầu công chứng, đã cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật cụ thể qua việc sử dụng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất để được công chứng, nhưng thực tế thì không có tài sản trên đất như đã ký trong hợp đồng. Hành vi của ông Bảo là hành vi nghiêm cấm theo luật công chứng 2014. Đối với bị hại là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, hành vi của bị cáo Tô Ngô Bảo đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 và khoản 5 của điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành. Cụ thể như sau. Về chủ thể, ông Bảo hoàn toàn có nhận thức bình thường là người đại diện theo pháp luật của công ty T45, do đó ông có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Về khách thể, hành vi của ông Bảo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo. Về mặt chủ quan, ông Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo với lỗi cố ý trực tiếp. Ông Bảo nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác do mình thực hiện hành vi là gian dối, trái pháp luật, đồng thời thấy trước hậu quả của hành vi đó là tài sản của người khác bị chiếm đoạt trái pháp luật và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ý thức chiếm đoạt đã có trước thủ đoạn gian dối và hành vi sau khi thỏa thuận Bảo hứa sẽ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất dự án sang đất thổ cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thảo. Sau khi hai bên ký hợp đồng thuê đất, ông Bảo không hề có ý định thực hiện đầu tư theo mục đích đã xin ban đầu. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu ông đã có ý định sử dụng thửa đất này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn thế nữa, khi ký hợp đồng tại văn phòng công chứng thì Bảo lại nói ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất cho đúng thủ tục pháp luật. Sau đó, Bảo đã đưa ra ban thảo Bảo đã đưa ban thảo tới vị trí thửa đất để xác định mốc giới và bàn giao thửa đất. Tuy nhiên, sau khi được nhận tiền, ông Bảo đã im lặng và không còn liên lạc với ban thảo nữa. Về mặt khách quan, hành vi của ông Bảo trong vụ án này là sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản gồm hai dấu hiệu sau. Dấu hiệu thứ nhất, ông đã thuê các công ty chuyên môn để tạo ra một dự án ma nhằm cung cấp thông tin giả mạo và sai lệch để lừa đảo các bị hại. Dấu hiệu thứ hai, các bị hại đã nhầm tưởng và hoàn toàn tin vào những thông tin không sự thật đó, dẫn đến việc tự nguyện chuyển tiền cho ông Bảo. Còn nữa, hành vi của ông Bảo đã gây thiệt hại lại cho bà Thảo có quan hệ nhân quả rõ ràng, dẫn đến việc bà Thảo đồng ý chuyển tài sản cho ông. Hậu quả của hành vi lừa đảo này là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng. Ngày 26 tháng 6 năm 2014, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã cùng ông Tô Ngô Bảo ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 1234, hợp đồng mua bán TSGLVD tại phòng công chứng cây xanh. Tuy nhiên, nội dung hợp đồng này chỉ là hình thức để được công chứng, còn thực tế tài sản trên đất không giống như trong hợp đồng đã thể hiện. Hành vi này còn vi phạm theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 7 luật công chứng 2014. Vì xét theo căn cứ trên thì ông Tô Ngô Bảo đã cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, cụ thể qua việc sử dụng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất để công chứng, nhưng thực tế tài sản trên đất chỉ có căn nhà cấp 4 và văn phòng của công ty, chứ không như đã ký trong hợp đồng. Hành vi của ông Bảo là hành vi nghiêm cấm theo luật công chứng năm 2014. Tiếp theo là phần bào chữa cho các bị hại còn lại. Tôi xin mời cộng sự của tôi là luật sư Trần Thị Hà Chi sẽ làm rõ vấn đề này. Hiện tại xin luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với bị hại là bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi. Hành vi của bị cáo Tô Ngô Bảo đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành. Cụ thể, về cụ thể,
ông bà hoàn toàn có những bức bình thường là người đại diện theo pháp luật của công ty T45, do đó ông có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Về vấn đề hành vi của ông bà đã xâm phạm nghiêm trọng để quyền sở hữu tài sản của ba Nguyễn Phú Hương và ba Nguyễn Thị Thu Nhi. Về mặt khách quan, ông bà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba Nguyễn Thị Thu Hương và ba Nguyễn Thị Thu Nhi với lỗi cố ý trực tiếp. Ông bà đã có nhận thức rõ ràng về tình trạng thực tế của thửa đất mang không? Và ông đang giá bán, ông bà đã được rõ dự án hoàn toàn chưa được hoàn thành thủ tục chuyển đổi sang khu nhà ở đô thị, những vận tuyên bố rằng công ty đã thực hiện chuyển đổi và ông bảo việc rằng trên thửa đất không có tài sản như là cam kết trong hợp đồng. Điều này cho thấy ông đã có ý thức rõ ràng về hành vi gian dối của mình. Theo lời khai của bà Thu Hương và Thu Nhi, ông bảo cam kết sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc tách bìa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng lại lý do là hiện tại dự án chưa chuyển đổi xong nên sau khi thanh toán tiền mua thửa đất thì bảo sẽ đưa ra văn phòng công chứng để ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất rồi ký để đăng ký. Do tin tưởng lời hứa với ông bảo và các tài liệu do ông bảo đưa nên hai chị em Thu Hương và Thu Nhi đã thống nhất mua chung thửa đất mà ông bảo giới thiệu với trị giá 950 triệu đồng. Việc yêu cầu thanh toán số tiền 950 triệu đồng mà không thực hiện nghĩa vụ pháp lý cho thấy ông bà đã có kế hoạch tước được nhằm chiếm đoạt số tiền này. Đồng thời ông bà đã thực hiện hành vi gian dối khi cung cấp các tài liệu không đúng sự thật, đó là một bản vẽ thiết kế có phối màu và hai bản vẽ photo thể hiện chi tiết phân lô và thông tin về việc tách bìa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi thanh toán số tiền 950 triệu đồng, mặc dù hai bên đã ký hợp đồng nhưng trên thực tế đất không có tài sản như trên hợp đồng thực hiện. Điều này cho thấy ông bà đã biết rõ ràng rằng thông tin này là xả lệch những vật sử dụng chúng để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền của các nạn nhân này. Về mặt khách quan, hành vi lừa đảo được thể hiện qua các thủ đoạn gian dối. Thứ nhất, ông bà đã thuê các công ty chuyên môn về quy hoạch chi tiết 1/500 thông tin trụ sở công ty để hình thành dự án. Thiên Vinh kêu gọi các cá nhân tin tưởng mua đất. Thứ hai, sau khi tiếp được nhu cầu muốn mua một lô đất của ba Nguyễn Thị Thu Hương và ba Nguyễn Thị Thu Nhi, ông bảo đã giới thiệu việc công ty đang thực hiện chuyển đổi dự án khu nhà ở đô thị và đưa bản vẽ thiết kế cho ba Hương và vợ chồng ba Nhi để tạo lòng tin, nhờ tin tưởng lời hứa từ bà và các tài liệu do bà đưa ra nên ba Hương và ba Nhi đã quyết định mua chúng thửa đất mà bà giới thiệu. Ngày 12/8/2016, ba Nguyễn Thu Hương và ba Nguyễn Thu Nhi đã cùng ông Tôn Hồ Bảo ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 1223, hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tại văn phòng công chứng số 2 tỉnh Hà. Tuy nhiên, nội dung hợp đồng này chỉ là hình thức để được công chứng con thực tế không có tài sản đến đất, và hợp đồng đã được thể hiện hành vi này còn vi phạm theo quy định tại điểm B khoảng 2.7 luật công chứng 2014. Vì sẽ phải cắm cử trên khi ông bảo đã cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật cụ thể qua việc sử dụng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất để công chứng những thực tế thì không có tài sản trên đất như đã ký trong hợp đồng. Hành vi của ông bảo là hành vi nghiêm cấm theo luật công chứng 2014. Đối với bị hại là ông Bùi Quyên Châu, hành vi của bị cáo Tuấn Hồ Bảo đối với ông Bùi Quyên Châu đã hoàn toàn đủ các dấu hiệu có thể tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoảng 43 khoảng 5 điều 174 bộ luật hình sự hiện hành. Cụ thể, ông bảo hoàn toàn có nhận thức bình thường là người đại diện theo pháp luật công ty T45, do đó ông bảo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Về cách thể, hành vi của ông bảo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của ông Hồ Quyên Châu. Về mặt khách quan, ông Tuấn Hồ Bảo đã lợi dụng lòng tin của các bên bị hại sử dụng những nhảy tơ giả mạo và những lời hứa hẹn không có thật để chiếm đoạt tài sản. Trong đơn đương trình của ông Bùi Quyên Châu và ông Bảo đã cam kết làm thủ tục tách bìa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tên ông Bùi Quyên Châu, ông Bảo lại lý do là diện tích đất mà ông Bảo bán cho ông Châu nằm trong khu đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà cho công ty cổ phần tế thuế được thực hiện dự án đầu tư nên không thể kiểm nhường thời điểm đó. Những để làm tin thì trước mắt kỷ hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất cho đủ quy định pháp luật. Hợp đồng số 15/20 hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tại văn phòng công chứng cái xanh, ông Châu đã ký được và thanh toán số tiền cho ông Bảo. Về mặt khách quan, hành vi của ông Bảo trong vụ án này là sử dụng thủ đoạn gián dối để chiếm đoạt tài sản, bao gồm hai dấu hiệu
Thứ nhất, ông đã thuê cả công ty chuyên môn để tạo ra một dự án ma nhằm cung cấp thông tin giả mạo và sai lệch để lừa đảo các bị hại. Thứ hai, ông Bùi Quỳnh Châu đã nhầm tưởng và hoàn toàn tin vào những thông tin không đúng sự thật, dẫn đến việc chuyển tiền cho ông Bảo. Về phía bị hại, ông Bùi Quỳnh Châu đã bị lừa bởi ông Bảo với số tiền lên đến 600 triệu đồng. Đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ tài liệu 134 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Những hành vi của ông Tú và Bảo đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với từng bị hại nêu trên, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt cụ thể như sau: của ông Phạm Văn Hùng và bà Phạm Thị Tinh là 890 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 500 triệu đồng, ông Bùi Quỳnh Châu là 600 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhí là 950 triệu đồng, bà Nguyễn Diệu Linh là 640 triệu đồng. Tôi nhận lập luận đến, chúng tôi khẳng định rằng những hành vi của ông bà đã có hành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 và khoản 5 điều 174 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Xét về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ thấy rằng hành vi của bị cáo không chỉ đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng gây ra như hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, cần phải xem xét và xử lý một cách nghiêm khắc để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, duy trì trật tự pháp luật trong xã hội. Thứ hai, yêu cầu hội đồng xét xử buộc bị cáo Tú và Bảo phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Về trách nhiệm nhân sự, theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 147 và điểm T khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, các tình tiết giảm nhẹ, Tú và Bảo tích cực hợp tác với cơ quan trong quá trình giải quyết vụ án. Ông Bảo đã cung cấp các thông tin cần thiết giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ và giải quyết vụ án. Bị cáo Tú và Bảo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ. Theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều 52 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có các tình tiết tăng nặng. Ông Bảo phạm tội hai lần trở lên. Ông Bảo đã cố ý phạm tội với bảy bị cáo bao gồm ba bảy bị hại bao gồm ba Nguyễn Thị Thanh Thảo, ba ông Phạm Văn Hùng, ba Phạm Thị Tinh, ba Nguyễn Thị Diệu Linh, ba Nguyễn Thị Thu Hương, ba Nguyễn Thị Thu Nhí, ông Bùi Quỳnh Châu về lừa đảo hành vi chiếm đoạt tài sản. Ông Bảo đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân khác nhau, mỗi lần lừa đảo với một số tiền rất lớn. Chúng tôi đã đề cập cụ thể ở trên. Việc phạm tội nhiều lần cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi, ý thức và chủ đích rõ ràng của ông Bảo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo có hệ thống để vụ lợi bất chính. Ông Bảo đã lợi dụng quyền quản lý đất đai của công ty T45 và địa vị của mình để thực hiện hành vi gian dối, gian tin tưởng, làm các bị hại tin tưởng và đầu tư ba dự án không có thật. Truy tố ông Tú và Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu tòa án xem xét mức án từ 12 năm đến 20 năm tù đối với ông Tú và Bảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm nhân sự, chúng tôi nhận thấy rằng cả đến bị hại đã đầu tư ba dự án không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng mồ hôi, nước mắt và cả giấc mơ của họ đã dốc hết tâm huyết vào dự án này. Đấy là khoản tiền tích lũy từ công sức lao động vất vả, từ những giờ làm việc cực lực, có thể là từ tiết kiệm của trong nhiều năm. Số tiền này họ đã đầu tư không phải là số tiền có được đối với nhiều người, đó là tất cả những gì họ có, là tương lai của gia đình họ, là mua sắm hàng ngày, là sự mất mát không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn là tác động tinh thần tâm lý của họ. Thể hiện ở chủ tài đơn trên mail của ông Bùi Quỳnh Châu, ông Châu là cho biết số tiền mà ông đầu tư vào dự án này là số tiền mà ông đã huy động con cái vay mượn nhiều nơi để thanh toán đủ 600 triệu đồng, là số tiền mua thửa đất của ông Bảo. Do đó, số tiền này không phải là số tiền từ có phải vất vả đi vay mượn. Việc ông bị lừa và mất mát số tiền rất lớn đối với gia đình ông. Ông Tú và Bảo đã lợi dụng lòng tin của các bị hại, sử dụng những giấy tờ giả mạo và những lời hứa hẹn không có thật để chiếm đoạt tài sản. Như những lập luận mà chúng tôi đã phân tích ở trên, hành vi này không chỉ đơn thuần là hành vi lừa đảo mà còn là một hành vi, là một hành động được và quyền sống, quyền làm việc của các bên bị hại. Việc sau khi nhận tiền và ký kết các hợp đồng, ông Bảo đã im lặng và không còn liên lạc với các bên bị hại. Trong khoảng thời gian đó, ông Bảo đã kiểm
lớn những là phạm hiện tại ra một vụ lừa đảo, điều đó có lẽ một cá nhân bị hại đã phải trải qua nhiều sự thất vọng tổn thương khi phạm hiện mình bị lừa. Điều này đã dẫn đến tổn thất không chỉ về mặt tài chính mà còn sự mất mặt uy tín vào con người và xã hội. Các bên bị hại đến tòa án không chỉ để đòi lại tiền bạc mà còn để cuối cùng là dẫn nhiều lâu từ trong niềm tin và hệ thống pháp luật. Họ cần cảm thấy xã hội, đặc biệt là pháp luật, đứng về phía họ và bảo vệ quyền lợi ích, quyền và quyền lợi ích chính đáng của họ. Chúng tôi yêu cầu tòa án xem xét tất cả các chứng cứ và tài liệu liên quan, bao gồm hợp đồng giấy tờ thể chấp và các giao dịch giữa các bên để đưa ra các quyết công bằng. Đặc biệt việc ông Tố Hồ Bảo bị truy tố về lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể tính nghiêm trọng của hành vi này và cần có sự trừng phạt thích đáng, đồng thời theo quy định tại điều 585 bộ luật nhân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại. Theo đó, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Chúng tôi đề nghị tòa án yêu cầu ông Tố Hồ Bảo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ các bên bị hại, đồng thời bị cáo Tố Hồ Bảo phải trả thêm một mức bồi thường hợp lý để khôi phục lại công nào tổn thất về tinh thần cho các bên bị hại. Các bên bị hại không chỉ mất tài sản mà còn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống do sự lừa dối của ông Tố Hồ Bảo. Việc bồi thường này không chỉ đơn thuần là một phần nghĩa vụ pháp lý mà còn là một hành động công lý giúp phục hồi phần nào niềm tin vào pháp và giá trị của những gì mà các bên bị hại đã mất. Tiếp theo tôi xin mời phóng sự của tôi trên đây phần tiếp theo. Thưa hội đồng xét xử, tôi xin trình bày nội dung phần đề nghị giải quyết như sau. Thứ nhất, đề nghị mức xử phạt đối với bị cáo Tố Hồ Bảo là: xét thấy hành vi của bị cáo Tố Hồ Bảo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoảng 4 và khoảng 5 điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Như những lập luận đã đề cập ở trên, đề nghị tòa án xem xét áp dụng mức án từ 12 năm đến 20 năm tù đối với bị cáo Tố Hồ Bảo nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc và răn đe đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng này. Thứ hai, đề nghị về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, buộc bị cáo Tố Hồ Bảo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ các bên bị hại, cụ thể như sau: trả cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 500 triệu đồng, trả cho ông Phạm Văn Vũ, bà Phan Thị Tinh là 190 triệu đồng, trả cho ông Bùi Quỳnh Châu là 600 triệu đồng, trả cho bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thu Nhi là 960 triệu đồng. Tôi xin trình bày lại: trả cho bà Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi là 950 triệu đồng, trả cho bà Nguyễn Diệu Linh là 640 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu bị cáo Tố Hồ Bảo phải bồi thường thêm một mức bồi thường hợp lý để khôi phục phần nào tổn thất về tinh thần cho các bên bị hại, nhằm đảm bảo công lý và phục hồi niềm tin vào hệ thống pháp luật. Với những lập luận ở trên, chúng tôi yêu cầu tòa án xem xét buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền và bồi thường thiệt hại cho các bên bị hại. Chúng tôi tin tưởng rằng tòa án sẽ đưa ra một phán quyết công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên bị hại và ngăn chặn những cái hành vi phạm tội đó. Trên đây là luận cứ bảo vệ của chúng tôi đối với các bị hại trong vụ án hôm nay. Kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn hội đồng xét xử. Bị hại còn muốn bổ sung gì nữa không? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không có bổ sung gì thêm. Mời những người khán giả tổ tụng là có ai có ý kiến tranh luận gì không? Nếu không ai có ý kiến gì, mời để tiếp tục phân tranh luận. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phân tranh luận. Trước khi tiến hành nghị án, bị cáo Tố Hồ Bảo được phép nói lời sau cùng. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo cảm thấy rất ăn năn, hối hận với hành vi của mình. Mời hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Mời mọi người đưa xuống. Mời bị cáo bị hại người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến giải quyết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, bản án số 18/2024. Hồ sơ sơ thẩm ngày 20/1/2024. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có thẩm phán, chủ tọa phiên tòa ông Phạm Tuấn Nguyễn, các hội thẩm nhân dân,
ba Lê Thị Minh Thảo, ba Trần Lê Hương Thảo, Hương Kỳ Trương Toan, ba Trần Thị Mỹ, Hương Kỳ Tòa án Nhân dân tỉnh Hà, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà tham gia phiên tòa, ông Đinh Chỉ Vĩnh, Kiểm sát viên, ngày 27/1/2024 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý sổ 24/2024 thụ lý sơ thẩm hình sự ngày 20/9/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 03/2024 quyết định xét xử sơ thẩm hình sự ngày 20/12/2023 đối với bị cáo Tôn Bộ Bảo sinh ngày 5/1/1982 tại tỉnh Hà nơi thường trú phương tế thành phố Hà tỉnh Hà quốc tịch Việt Nam dân tộc Kinh tôn giáo Không nghề nghiệp kinh doanh hóa cái cảnh sổ căn cước công dân 1838800099 gặp lại 9/8/2020 tiên án tiên sự không có trình độ văn hóa cử nhân ngay thống lắm bị bắt tạm giữ từ ngày 10/8/2022 đến nay đến ngày 22/8/2022 chuyển tạm giam đến nay hiện đang bị tạm giam tại cai tạm giam công an tỉnh Hà người bao chữ cho bị cáo theo điều chỉnh của tòa án luật sư Hoàng Chí Quang có mặt người bao chữ cho bị cáo luật sư Nguyễn Vinh Nhân và luật sư Nguyễn Thế Bảo có thuộc công ty luật Nhật Nguyên bị hại ba Nguyễn Thị Khánh Thảo sinh năm 1978 địa chỉ 67/38 phường Bạch Long thành phố Hà tỉnh Hà ông Phạm Văn Cùng sinh năm 1985 và Phạm Thị Vinh sinh năm 1990 địa chỉ 01 Phạm Văn Đông phường Đàm Dũng thành phố Hà tỉnh Hà có mặt ông Bùi Quyên Châu sinh năm 1966 địa chỉ Sông Bùng Thuận Ngọc Bích xã Ngọc Châu tỉnh Hà có mặt ba Nguyễn Dương Linh sinh năm 1996 địa chỉ 125 Nguyễn Hữu Thọ khu phố 9 phường Văn Dương An Khang thành phố Hà tỉnh Hà có mặt ba Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1995 địa chỉ 125 Nguyễn Hữu Thọ khu phố 9 phường Văn Dương An Khang thành phố Hà tỉnh Hà có mặt ba Nguyễn Thị Thu Nhi sinh năm 1997 địa chỉ quận Nam Từ Liêm Hà Nội có mặt người bao chữa cho bị hại luật sư Trần Thị Hai Trí và luật sư Lê Thị Phương Thảo thuộc văn phòng luật sư Nhật Hà và cộng sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trương Bá Tuấn Long Đức Anh cổ đông của công ty cổ phần T45 có mặt đại diện ủy ban nhân dân tỉnh Hà địa chỉ Phương Tế thành phố Hà tỉnh Hà vắng mặt ông Hoàng Việt Khải vắng mặt đại diện văn phòng công chứng số 2 tỉnh Hà vắng mặt ông Đỗ Ánh Tài vắng mặt ông Lê Duy Hăng lắm địa chỉ 01 Phạm Văn Đông thành phố Hà tỉnh Hà vắng mặt ông Hoàng Trọng Bế và ông Hoàng Kim Long công chứng viên văn phòng công chứng cây xanh tỉnh Hà vắng mặt ông Hoàng Kim Tín công chứng viên văn phòng công chứng hạt cà tế tỉnh Hà vắng mặt về nhận định của tòa án trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định như sau về tố tụng cả cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền trình tự và thủ tục theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự quá trình điều tra truy tố và xét xử đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật không có vi phạm nào nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan về hành vi phạm tội và điều luật áp dụng đối với bị cáo tại phiên tòa bị cáo Tôn Bộ Bảo khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng của viện kiểm sát lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận bị cáo Tôn Bộ Bảo đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về diện tích đất công ty cổ phần đến một lắm được thuế từ về bản đồ quy hoạch không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phân lô bán các lô đất không được quyền bán cho các bị hại chiếm đoạt các số tiền của bị hại sau khi nhận được các khoản tiền của các bị hại bên cả đã chiếm đoạt số tiền này không trả lại cho các bị hại hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo đã mang thai do vậy hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Tôn Bộ Bảo đối với bị hại Nguyễn Thị Khánh Thảo vợ chồng ông Phạm Văn Hùng và ba Phạm Thị Tinh ông Bùi Quyên Châu ba Nguyễn Thị Thu Hương vợ chồng ba Nguyễn Thị Thu Nhí với tổng số tiền chiếm đoạt là 2.680.000.000 đồng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tài khoản 1 điều 139 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009
và hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Phấn Ngô Bảo đối với ba Nguyễn Diệu Linh đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 184 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ các tình hình sự, hành vi của bị cáo là đặc nghiêm trọng gây tổn hại đến quyền sở hữu tài sản của các nạn nhân, làm mất lòng tin vào môi trường kinh doanh và đầu tư. Hành vi này còn được ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và vi phạm nghiêm trọng chính sách phát triển đất đai của nhà nước, làm về nguồn lực về đất đai, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh. Vì vậy, phải xử án mức án nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chúng. Xét về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự và mức phạt đối với bị cáo. Bị cáo có các tình tiết tăng nặng theo điểm G khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Đối với tình tiết tăng nặng tại điểm C khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, hội đồng xét xử nhận định bị cáo thật khẩn khai nhận hết những hành vi đã thực hiện nhưng vẫn cho rằng không phạm tội. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là mẹ bị cáo là thương binh được tạm thưởng nhiều giấy khen bằng khen. Người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đấy là các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 điều 51 của luật hình sự. Tại phiên tòa có thêm tình tiết giảm nhẹ mới đến cần chấp nhận đề nghị của người bào chữa cho bị cáo, cho bị cáo một phần hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tôn Ngô Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba Nguyễn Thị Khánh Thảo 500 triệu đồng, ông Bùi Minh Trống 600 triệu đồng, ba Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Nhi 950 triệu đồng, ba Nguyễn Diệu Linh 640 triệu đồng. Riêng đối với ông Phạm Văn Vũ và ba Phạm Thị Tinh, hội đồng xét xử nhận thấy mặc dù bị hại trên bài số tiền bị chiếm đoạt là 890 triệu đồng, tuy nhiên giữa bị hại và bị cáo đã có việc đã có thỏa thuận thi hành án, yêu cầu xác nhận hoàn thành việc thi hành xong bản án với số tiền là 650 triệu đồng. Biên bản xác nhận hoàn thành thỏa thuận thi hành án còn chữ ký của các bên thi hành án và bên được thi hành án được chính cục thi hành bản án nhân sự thay công hàm xác nhận theo yêu cầu đã hoàn thành nhiệm vụ do thi hành án khoản tiền này. Đối với số tiền còn lại, ông Vũ và bà Tinh chỉ cung cấp được khống một triệu thu và số tiền 40 triệu đồng. Lý do nộp là thu tiền lỗ không chỉ dự án Thiên Linh. Ngoài ra không có chứng cứ nào khác thể hiện việc giao nhận tiền của hai bên. Do đó hội đồng xét xử căn cứ vào hồ sơ vụ án xác định bị cáo đã chiếm đoạt ông Phạm Văn Vũ và bà Phạm Thị Tinh là số tiền là 40 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt cho các bị hại khai môi thương tổng là 2.680 triệu đồng. Về án phí, bị cáo phải chịu toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật về các lẽ trên. Quyết định căn cứ vào điều 48 điểm S khoản 1 điều 51 điểm G khoản 1 điều 52 khoản 2 điều 51 điểm A khoản 4 điều 7 174 của bộ luật hình sự 2015 điều 584 585 589 bộ luật dân sự 2015 căn cứ nghị quyết số 326/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí tòa tuyên bố bị cáo Tôn Ngô Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ điểm A khoản 4 điều 174 điểm G khoản 1 điều 52 khoản 2 điều 51 điều 38 bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Tôn Ngô Bảo 14 năm tù thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ đến ngày đã bị tạm giam trong vụ án kể từ ngày 10/8/2022. Về trách nhiệm dân sự, căn cứ điều 48 bộ luật hình sự, các điều 584, 585, 589 bộ luật dân sự buộc bị cáo Tôn Ngô Bảo phải bồi thường số tiền 2.680 triệu đồng cho các bị hại cụ thể như sau: bồi thường cho ba Nguyễn Thị Khánh Thảo 100 triệu đồng, bồi thường cho vợ chồng ông Phạm Văn Phù và bà Phạm Thị Tinh 40 triệu đồng, bồi thường cho ông Bùi Quyên Trống 65 triệu đồng, bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu Nhí 750 triệu đồng, bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu Hương 200 triệu đồng, bồi thường cho bà Nguyễn Diệu Linh 590 triệu đồng. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến ngày khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trừ khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 của luật dân sự. Trong trường hợp bản án cưỡng định được thi hành án theo quy định tại điều 2
và một lần thi hành án nhân dân sự. Khi người được thi hành án nhân sự, người phải thi hành án quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện, thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 67, 8 và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi hành án dân sự. Về phía án áp dụng khoản 1 điều 23 và điều 26 nghị quyết số 3826/2016 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bài dẫn một bức án phí lên phí toàn bán hai kèm theo nghị quyết số 326/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 ngày 30 tháng 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Tôn Hùng Bảo phải nộp lên 200 ngàn đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 85.600.000 đồng về kháng cáo áp dụng các điều 331 và điều 333 bộ luật tố tụng hình sự 2015. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Sau đây tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa. Vụ án của ông Tôn Ngộ Bảo rút ra nhiều bài học quan trọng trong đầu tư và quản lý tài sản. Trước tiên, các cá nhân và tổ chức cần thận trọng về tài sản thế chấp. Việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết để tránh các rủi ro từ dự án giả mạo. Ngoài ra, nhà đầu tư nên đánh giá kỹ lưỡng quy hoạch, tính khả thi và uy tín của người thực hiện dự án. Cảnh giác với những dự án không rõ ràng. Trang bị kiến thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong đầu tư là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi. Cuối cùng, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để ngăn chặn và xử lý, tránh những thiệt hại không đáng có. Từ vụ án này, chúng mình hy vọng các bạn sẽ luôn nâng cao cảnh giác và thận trọng trong các quyết định đầu tư để bảo vệ tài sản của mình.